Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Tập 136. Chương 1351, Tụ Hội. Hàn Lập nghe nữ tử này nói như thế, không có ý phản đối, nhưng nhàn nhạt hỏi một câu. Lần này tiên tử thu thập mầm móng linh dược có bao nhiêu? Lần trước Viêm đạo hữu tìm được vài loại, cũng là loại tương đối hiếm thấy, nhưng cũng không có nhiều hữu dụng. Đạo hữu yên tâm, lúc này đây mầm móng khác không nói. Mấy loại đạo hữu chỉ đích danh, ta cũng thu thập được 7-8 phần. Nói thật, nếu không bởi thời gian xảy ra đại chiến sắp đến gần, ta căn bản sẽ không mang những mầm móng này đi đổi. Nhưng thật ra lần này, vạn năm linh dược đạo hữu mang đến, chẳng biết số lượng đủ không? Nữ tử thản nhiên cười. Đạo hữu cùng tại hạ giao dịch mấy lần, trong đó một lần gặp tại hạ đã trao cho đạo hữu một gốc cây linh dược. Hàn Lập quỷ dị cười, hỏi lại một câu. Thì như thế, chẳng qua lúc này thực sự mầm móng đều là vật quý hiếm dị thường. Nếu nói về lâu dài thì giá trị thật không hề kém vạn năm linh dược của đạo hữu. Chỉ là vạn năm linh dược quá hiếm thấy. Nếu không thiếp thân thật đúng là không nỡ lấy ra giao dịch cùng đạo hữu. Nữ tử cười duyên vài tiếng, lập tức bàn tay vừa lật chuyển. Một hộp gỗ xanh biếc xuất hiện tại trong tay, đồng thời vứt lại đây. Cái hộp gỗ chạm khắc các loại hoa văn cổ xưa, ẩn hiện dấu hiệu ánh sáng chớp động, hiển nhiên không phải vật bình thường. Hàn Lập sắc mặt ngưng lại, một tay hấp lấy hộp gỗ, nhưng không mở nắp hộp, hai mắt lam mang chợt lóe, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu nắp hộp mà vào, đồng thời thần niệm cường đại cũng xâm nhập trong đó, cẩn thận nhìn quét. Trong lúc nhất thời, Hàn Lập một tay chụp lên hộp gỗ, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nữ tử trong đoàn khắc khí phía đối diện, thấy Hàn Lập hành động như vậy cũng không tỏ ra kỳ quái chút nào, cũng không có ý thúc giục, chỉ là dùng ánh mắt chớp động, ngưng nhìn Hàn Lập không nói. Tựa hồ nữ tử đang nghĩ muốn xuyên thấu qua tầng ngân sắc quang hà, cũng lúc đó nhìn thật rõ hình dạng Hàn Lập. Một hồi lâu sau, nàng này thầm thở dài một hơi, thu ánh mắt trở lại. Người có thể cung cấp vạn năm linh dược nhanh như thế, thân phận dám chắc không phải người tầm thường. Theo nàng đoán, đối phương hơn phân nửa là người trong chân linh thế gia bí ẩn tại nhân tộc. Đặc biệt có thể bồi dục linh dược này thì lại càng có khả năng là người mẫn gia. Nhưng đối phương thật sự cẩn thận đến dị thường, đã vài lần tiếp xúc thì nói bóng nói gió. Không những không hỏi ra lai lịch đối phương, ngược lại còn không nghĩ rằng bị đối phương biết được họ của mình. Sự việc sau này làm cho nữ tử có một khoảng thời gian ảo não không thôi. Mặc dù đối phương không có khả năng chỉ dựa vào một tiếng xưng hô tìm ra lai lịch bản thân, nhưng cũng để cho nữ tử không thể còn tâm tư dò xét, cũng không hề đề cập đến thân phận song phương. Nếu không, có khi lại càng tiết lộ nhiều thông tin bản thân. Chẳng qua, bản thân nữ tử nghĩ bây giờ cùng đối phương giao dịch để đổi lấy vạn năm linh dược, cho nên không khỏi hưng phấn dị thường. Tuy rằng nàng xuất thân có chút đặc thù, cũng coi như hạng người có chút địa vị trong tộc, cộng thêm có nhiều linh dược, nhưng cho dù có nhiều linh thạch trong người, nhưng bình thường nữ tử này cũng có vài loại linh dược không thể mua được. Chỉ cần lần này giao dịch thành công, linh dược này cũng đủ để nàng mời người luyện chế các loại đan dược có nhu cầu cấp bách dùng để đột phá chướng ngại trước mắt. Đương nhiên nàng đối diện Hàn Lập thu thập mầm móng linh dược cũng cảm thấy tò mò. Chỉ cần đối phương có thể giao cho nàng linh dược, nàng tự nhiên chẳng muốn truy cứu gốc tích. Ngay tại lúc nữ tử yêu tộc này tâm tư không yên, Hàn Lập phía đối diện đã muốn kiểm tra vật trong hộp xong, cũng hài lòng gật đầu. Không tồi, thực chất hơn phân nửa đều là mầm móng ta trước kia hướng ngươi đề cập đến. Đây là linh dược của ngươi, ngươi kiểm tra một chút đi. Nói xong, hắn cũng từ trên người lấy ra mấy ngọc hạp, nhất nhất giao cho đối phương. Nữ tử không dám bất cẩn, tiếp nhận xong cũng cẩn thận kiểm tra lại một lần. Không sai, đích xác đều là linh dược vạn năm. Lần này cũng là lần giao dịch cuối cùng của chúng ta. Đạo hữu nếu thật có thể tránh được đại kiếp nạn, về sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Yêu tộc nữ tử đem linh dược thu lại, cười dài nói. Hy vọng như thế đi. Đồ vật này giao dịch xong,
Tại hạ đang muốn xem các đạo hữu còn lại có cái thứ gì tốt hay không. Tình hình lúc này hẳn là có một chút đồ vật chân quý. Hà Lập lại đảo qua bốn phía quầy hàng này, có chút đăm chiêu nói: đạo hữu thật biết tính toán. Ta vừa rồi nhìn qua, đích xác là có không hề ít vật quý hiếm xuất hiện. Nhưng thiếp thân còn có chuyện trong người, không tiếp tục bồi đạo hữu. Nữ tử lập tức nói cáo từ: tiên tử xin cứ tự nhiên. Hàn Lập liền ôm quyền bất động thanh sắc, nữ tử trong hắc khí thật cũng thật dứt khoát. Quả thực lập tức xoay người, hướng lối đi vào yêu tộc phía đối diện. Hàn Lập chờ nàng này rời khỏi đại sảnh, khóe miệng khẽ cười. Ban đầu Ngọc Thanh đan chỉ hữu hiệu đối với hóa thần sơ kỳ, hiện giờ thông qua việc cùng nàng này giao dịch vài lần, hắn rốt cục lại thu thập thêm hai loại đan dược rất có tác dụng đối với hóa thần trung kỳ. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, không cần quá quan tâm đến việc thiếu thốn đan dược. Hàn Lập trong lòng nghĩ đến việc lớn về sau, lòng buông thõng, hướng về quầy hàng của một nhân tộc, thản nhiên đi tới. Dạo qua một vòng sau, Hàn Lập khẽ cau mày. Tuy rằng quầy hàng không ít, hai tộc tu sĩ xuất ra bảo vật quý hiếm cũng phong phú hơn xa lúc trước. Nhưng lấy ánh mắt của hắn hiện nay, tự nhiên sẽ không để ý đến các pháp bảo hay tài liệu bình thường. Mà hắn cảm thấy hứng thú nhất là bí thuật công pháp, nhưng lại hiếm thấy có bán. Xem vài lần, hắn sẽ không nhiều trì hoãn trong lúc này, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Vừa ra Thái Huyền Điện, Hàn Lập liền khu động độn quang, hướng thạch tháp chính mình đang ở lại. Nửa tháng sau, sẽ là ngày Thiên Quảng Điện trưởng lão giảng đạo. Hắn là tuyệt không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa cho dù không có việc này, hắn còn có một việc khác phải xử lý, cũng sẽ không lập tức rời đi Thiên Uyên Thành. Hàn Lập trở lại trong thạch tháp, trước tiên đem khối ngọc bài ghi lại công tích của chính mình đem đến nơi nào đó trong điện phủ đổi lấy một khối lệnh bài, liền trở về nơi dừng chân tại tiểu đồi của mình, tùy tiện tìm một gian tĩnh thất ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba ngày sau, một đạo thanh hồng vội vàng rời khỏi thạch tháp, thẳng đến nơi nào đó bên ngoài thành. Gần nửa ngày sau, một đạo thanh hồng xuất hiện trên không ở tòa sơn cốc ngoài thành. Sơn cốc này thoạt nhìn ngoại trừ cảnh sắc tú lệ chút bên ngoài, thật sự không có cái gì thu hút. Nhưng thanh hồng xoay vòng một lượt, liền bỗng nhiên hướng trong cốc rơi xuống. Hào, quang chợt tắt, thân hình Hàn Lập tại một khối thạch bích cao hơn 30 trượng hơn hiện lộ ra. Chừng nhìn thoáng qua, phát hiện không có bất cứ dị thường, tay áo run lên, bắn ra một đạo kim phủ. Nó bắn thẳng vào vách đá, mất tăm không thấy bóng dáng. Sau đó Hàn Lập lặng lặng đợi ở thạch bích. Một lát sau, một màn khó tin xuất hiện. Mặt ngoài thạch bích đột nhiên nổi lên một tầng linh quang mênh mông. Ở trước người Hàn Lập hiện ra thông đạo cao 2 trượng, bốn vách tường đều là màu xanh thạch bích. Linh quang chớp động yếu ớt. Hàn Lập mỉm cười, nhấc chân đi vào. Thông đạo dài ước chừng có 40-50 trượng. Phía cuối thông đạo là bạch sắc quang mạc che chắn bạch ngọc đại môn. Hàn Lập không chút do dự, hai tay bấm quyết, trong miệng lầm bầm. Quầng sáng trước mặt lập tức run lên, từ giữa bung ra. Hắn lúc này mới thản nhiên đi vào trong đó. Phía sau cửa 30 trượng là đại thính đường. Trừ ra 20 mấy ghế đá bên ngoài, cùng một cái đại thạch bàn ở giữa, còn đâu trống không. Mà ở này đó, trên ghế đá ngồi 8-9 tên tu sĩ. Trong đó có nam có nữ, phục sức khác nhau nhưng mỗi một người tu vi đã ngoài hóa thần. Nhóm tu sĩ này vừa thấy Hàn Lập đi đến. Lúc này còn có mấy người mặt tươi cười hô: Hàn huynh cũng đã đến. Đạo hữu lần này tới khá sớm. Nghe nói Hàn huynh lần này bắt sống một gã lục ảnh. Chậc chậc, điều này khiến phe tu sĩ phi thăng chúng ta nở mày nở mặt. Hàn Lập vẻ mặt tươi cười, nhất nhất đáp lễ một phen. Mới tìm một chiếc ghế ở đại sảnh ngồi xuống, còn lại không có tu sĩ lên tiếng chào hỏi. Sắc mặt không chút thay đổi, chỉ liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái. Hàn Lập không thèm để ý đến những người này, ngược lại nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại Hàn Lập ngồi xuống không lâu, lại lục tục có tu sĩ bước vào đại sảnh. Đồng dạng có người quen biết những người này tiến lên tiếp đón. Liền như vậy 2 canh giờ sau, trong đại sảnh có thêm đến 15-16 gã tu sĩ, một lúc sau cũng không có thêm tu sĩ nào tiến vào. Nhưng không có người nghị luận cái gì, ngược lại một đám đang ngồi im, bất động như Thái Sơn.
Một lát sau, bỗng nhiên bên ngoài đại sảnh vang lên thanh âm một đại nam tử truyền đến. Xem ra những người có thể tới đều đến đây. Còn có vài tên đạo hữu có nhiệm vụ trong người là lần này không thể tham gia tu hội đúng giờ. Triều huynh, chúng ta bắt đầu đi. Đích xác không sai biệt lắm. Xin văn huynh bắt đầu. Thanh âm này nghe có chút quen tai. Hàn Lập trong lòng vừa bừng tỉnh, bỗng nhiên mở hai mắt. Lúc này theo ngoài cửa lớn, hai gã trung niên sóng vai đi vào. Một người áo bào trắng nhẹ cười, mặt không chút thay đổi. Quả nhiên là tu sĩ họ Văn mà Hàn Lập mới gặp qua không lâu, cùng với Triệu Vô Quy. Vừa thấy hai gã tu sĩ cấp luyện hư, trong sảnh mọi người xì xào bàn tán một trận. Hiển nhiên hơn phân nửa người đều nhận ra hai người. Tốt lắm, nguyên bổn là Phạm đạo hữu chủ trì đợt tụ hội của tân phi thăng tu sĩ các ngươi. Bởi vì có sự tình trong người nên hai người chúng ta chủ trì. Không có ý kiến gì chứ? Triệu Vô Quy ánh mắt đảo qua mọi nơi, đạm đạm nói một câu. Nhiều tu sĩ trong lòng rùng mình, tất cả đều không lên tiếng. Thấy vậy, trung niên mặc áo bào trắng lại cười vẻ mặt ôn hòa nói, nguyên bổn chỉ cần Triệu đạo hữu chủ trì là được. Nhưng hết lần này đến lần khác tình hình có chút đặc thù, nên có chút trọng, yếu muốn hướng chư vị đạo hữu thương lượng một chút, cho nên văn mỗ cũng liền theo tới. Tình hình đặc thù, văn tiền bối nói tới chính là chuyện dị tộc có thể công thành sao. Một gã lão già mặt đỏ, đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa nghe lão già này hỏi, những người khác cùng đều rùng mình. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hai người tu sĩ họ Văn cùng Triệu Vô Quy. Hắc hắc. Việc này sau đó sẽ bàn. Trước tiên cử hành trao đổi hội, cũng trao đổi một ít tu luyện tâm đắc của mọi người. Nếu là trong lúc tu luyện có điều gì khó hiểu, hai người chúng ta cũng sẽ xét chỉ điểm một phần. Không bằng cũng làm giống như Phạm đạo hữu, cứ nói qua một lượt. Cuối cùng các ngươi nếu có được tin tức hữu dụng thì cũng có thể bẩm báo hai người chúng ta. Chỉ cần hữu dụng thì sẽ được thưởng không ít linh đan linh dược như diệt trần đan. Triệu Vô Quy lạnh lùng nói. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1352, Phi Thăng Tu Sĩ. Nghe xong lời của Triệu Vô Quy, tất cả tu sĩ không có điều gì dị nghị. Vì thế, Triệu Vô Quy và tu sĩ họ Văn cùng liếc mắt một cái. Lúc này cũng đã tiến đến đại thạch bàn phía trung gian. Vài tên tu sĩ kề bên đứng dậy, cung kính nhường vị trí cho hai vị tu sĩ luyện hư này. Hai người gật gật đầu, chọn hai ghế bên trong ngồi xuống. Vậy là hai vị tu sĩ luyện hư tự mình tỏa chấn, còn phía dưới giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Hàn Lập đổi một khối huyền ngọc vạn năm lấy mấy đạo phù lê quý hiếm. Hiện giờ đối với hắn quan trọng nhất là phù lê chi đạo. Phù lê này tuy rằng không phải ngân khoa văn phù lê, nhưng coi như có điều độc đáo. Chỉ cần để tâm nghiên cứu, nói không chừng đối hắn có chút có lợi. Sau khi giao dịch các bảo vật, mỗi người bắt đầu giảng thuật theo thứ tự. Mỗi người hoặc nói về tu luyện sở ngộ của bản thân hoặc bí thuật công pháp tâm đắc. Đương nhiên đại bộ phận mọi người giảng giải rất đơn giản hoặc là mơ hồ dị thường. Tuy rằng cũng có người giảng giải kỹ hơn, nhưng giảng đến chỗ quan trọng lại cố ý không nói ra. Đối với việc này thực tình khiến người khác khó có thể có hứng thú. Sau đó lại sử dụng truyền âm để giao dịch. Hai người dùng bảo vật hoặc công pháp tiến hành một đổi một. Thấy tu sĩ họ Văn đối với việc này dường như không quan tâm lắm. Hàn Lập nghiên cứu phù lê chi đạo, cũng đem một chút lĩnh ngộ của bản thân nói ra. Nhưng hiển nhiên, trong sảnh phi thăng tu sĩ đối với phù lê chi đạo cũng không cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng không có quá chú ý Hàn Lập giảng thuật. Nhưng thật ra tu sĩ họ Văn cùng Triệu Vô Quy nghe Hàn Lập nói đều có quan hệ đến ngân khoa linh phù, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tuy rằng cao giai tu sĩ cũng có nghiên cứu về ngân khoa văn, nhưng nếu không có người chuyên môn giảng thuật để mở ra hướng lĩnh ngộ thì muốn nghiên cứu phù lê chi đạo này cũng rất khó khăn. Tất cả mọi người đang giảng thuật, lập tức đã có người khẩn cấp hướng Triệu Vô Quy cùng tu sĩ họ Văn hỏi một chút về vài chỗ nghi nan trong tu luyện. Nhưng có chút vấn đề trong đó, tu sĩ họ Văn liền trực tiếp trả lời. Có chút lạc đề thì lại cười mà không nói.
từ Triệu Vô Quy lại truyền âm qua, cùng nói thêm vài câu. Vấn đề này mọi người không bàn luận nữa, nên tất cả lại một lần nữa ngồi xuống, không hề nói thêm gì. Gần đây, Phi Thăng, tu sĩ đều có ít nhiều là vấn đề nan giải trên phương diện tu luyện. Ngoài Hàn Lập ra, tất cả mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Thứ Hàn Lập tu luyện chính là pháp thể song tu Phạm Thánh Chân Ma Công. Tuy công pháp tu luyện cũng có chút khó hiểu, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai tu luyện giống hắn. Hắn tự nhiên cũng chẳng muốn đề cập đến vấn đề gì, chỉ ở một bên lạnh nhạt nhìn sang. Ước chừng một lúc lâu sau, mọi người đều hỏi qua một lần, cũng có người dùng tin tức tình báo độc nhất vô nhị cùng Triệu Vô Quy đổi lấy một ít linh đan linh dược. Kể từ đó, theo lẽ thường của hội, tất cả quá trình giao dịch đều tiến hành một lần. Lúc này bỗng nghe thấy tu sĩ họ Văn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy nói, tốt lắm. Nếu các việc vặt đều xử lý xong rồi, hai người chúng ta truyền lại lời giao phó của Lôi La trưởng lão một chút, các ngươi cẩn thận nghe kỹ. Vừa nghe những lời của tu sĩ họ Văn, Hàn Lập trong lòng rùng mình, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Nhân tộc Thiên Nguyên Thành có 5 vị trưởng lão, Lôi La chân nhân cùng Kim Việt Thiền Sư chính là 2 vị trong số 5 vị đó. 2 vị này thần thông sâu khôn lường được, cũng là tu sĩ Phi Thăng đã tiến đến hợp thể kỳ. Nhưng trong đó Kim Việt Thiền Sư không để ý tới sự việc bên ngoài, ngài đã nhiều năm bế quan khổ tu. Lôi La chân nhân nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh tu sĩ Phi Thăng ở Thiên Nguyên Thành. Ở trong Phi Thăng tu sĩ, ông ta có uy vọng rất cao mà không ai có thể đụng tới. Chẳng qua, Hàn Lập từ khi đến Thiên Nguyên Thành cũng không thấy hai người này. Những lần đến Thiên Quảng Điện nghe giảng đạo, cũng chỉ gặp mặt 3 vị trưởng lão khác giảng đạo. Lôi La trưởng lão vừa mới nhận được tin tình báo, từ phân tích đưa ra những tin tức xác thực. Trong vòng 10 năm, Thiên Nguyên Thành sẽ có xác suất tới 6 thành sẽ bùng nổ dị tộc công thành, có hơn 2 thành sẽ gặp phải 3 liên quân của hơn 3 dị tộc. Tuy rằng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng không thể ngoại trừ khả năng trăm tộc bùng nổ đại chiến. Thanh âm lạnh như băng của Triệu Vô Quy từ phía đại sảnh vọng lại. Trong sảnh mọi người mặc dù đều có chút dự liệu về nội dung Triệu Vô Quy định nói, nhưng khi nghe xong, tâm trạng đều trầm xuống. Nghe được tin bách tộc đại chiến, hơn phân nửa người sắc mặt trở lên trắng bệch. Cho dù những người này mới từ các giới phía dưới Phi Thăng đến linh giới gần trăm năm, nhưng cũng có nghe đồn về tràng thượng cổ đại chiến này, nên hiển nhiên tuyệt không thấy xa lạ. Thiếu chút nữa làm cho hai tộc nhân yêu bị diệt tộc. Nghe nói trận chiến lần này ước chừng rằng co cả vạn năm, có thể nói là rất tàn khốc. Hàn Lập vẫn ngồi ở góc trong, rất ít mở miệng, cũng dài thở ra một hơi sau, mặt lộ ra nụ cười gượng. Xem ra tình thế ác liệt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của hắn. Hắn tự nhủ có lẽ cần phải nghĩ kế sách tự bảo vệ mình mới được. Nếu không một khi dị tộc bùng nổ đại chiến, đừng nói hắn chỉ là một gã hóa thần tu sĩ, chỉ sợ đến là trưởng lão hợp thể kỳ cũng có thể ngã xuống. Hai vị tiền bối này đem tin tức nói cho chúng ta biết mà chúng ta tu vi thấp cạn, hẳn là có dụng ý khác. Nếu không với độ cơ mật của việc này, sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Một gã nam tử chân trần đứng lên thi lễ, cung kính hỏi, chư vị đạo hữu tử, hạ giới tu luyện với mật độ linh khí loãng, vất vả tu luyện đạt đến cảnh giới ngày nay, có thể phi thăng tới linh giới, hẳn cũng không phải là người bình thường. Ta đây cứ việc nói thẳng, những năm gần đây, nhóm phi thăng tu sĩ đến Thiên Nguyên Thành đều đảm nhiệm chức thanh minh vệ, nhìn như được trọng dụng, nhưng trên thực tế lại rất nguy hiểm. Việc nào nguy hiểm nhất thì trưởng lão hội đều để tu sĩ phi thăng xử lý. Tuy rằng cách mấy năm sẽ có một phi thăng đồng đạo gia nhập, nhưng là bao năm qua ngày nào cũng có cao giai tu sĩ của Thiên Nguyên Thành ngã xuống, mà chiếm đa số là phi thăng tu sĩ. Trên thực tế, số lượng phi thăng tu sĩ cao giai chiếm chưa đến 1 trong 10 thành. Bản địa tu sĩ tại linh giới lại phần lớn chỉ cần làm một ít nhiệm vụ an toàn. Những năm gần đây mọi người ở Thiên Nguyên Thành chắc là cũng có trải nghiệm. Có phải các đạo hữu muốn chấp hành nhiệm vụ phiêu lưu này? Chư vị đạo hữu cũng biết, với loại đãi ngộ này, kết quả vẫn là cần phi thăng tu sĩ đoàn kết cùng với Lôi La trưởng lão cố gắng.
Nghe nói trước khi Kim Việt Thiền Sư cùng Lôi La Trường vào trưởng lão hội, tình cảnh phi thăng tu sĩ lại không ổn. Ở Thiên Uyên Thành thay phiên, thường thường có non nửa số người ngã xuống. Triệu Vô Quy lạnh lùng nói. Trong đại sảnh, mọi người đều có chung tâm trạng này. Theo như lời của tu sĩ họ Văn, bọn họ đích xác đều hoặc ít nhiều cũng cảm nhận được một chút. Thậm còn có mấy người còn tự mình thấy phi thăng tu sĩ khác ngã xuống tại các nhiệm vụ nguy hiểm. Nếu không, số người tham gia tụ hội trong sảnh hẳn còn nhiều hơn. Hàn Lập mặt không chút thay đổi. Hắn vừa mới trở thành Thanh Minh vệ, đã bị phái đến Phủ Lê Triều Trạch là một nơi rất nguy hiểm. Mà trong tiểu đội của hắn thì chỉ có một người là tu sĩ bản địa linh giới, còn ba người kia cũng đồng dạng là tu sĩ phi thăng. Hắn tự nhiên đã sớm có hoài nghi, cho nên lúc trước Triệu Vô Quy mới chủ động tìm tới hắn, mời hắn tham gia tụ hội. Khi tiếp xúc với những người khác, hắn đột nhiên nhìn thấu những tu sĩ này còn có chút kiêng kỵ với tu sĩ phi thăng. Hiện giờ có chỗ dựa vững chắc thì hắn tất nhiên là không cự tuyệt. Quả nhiên khi gia nhập tụ hội, không còn có chuyện rắc rối nào tìm tới cửa, cũng không có nhiệm vụ nào hung hiểm tìm tới tiểu đội của hắn nữa. Đương nhiên cũng là bởi vì tuần tra Phủ Lê Triều Trạch nguyên bản chính là một nhiệm vụ nguy hiểm. Lần này trước tiên đem này tin tức nói cho các ngươi, kỳ thật là Lôi La trưởng lão nghĩ có thể từ trước khi xuất hiện đại kiếp nạn liền cung cấp cơ hội để bảo toàn nguyên khí cho phe phi thăng tu sĩ. Nghe thấy vậy, tu sĩ họ Văn cũng thong dong mở miệng. Theo ý của tiền bối, chẳng lẽ là Lôi La trưởng lão có biện pháp để cho chúng ta rời đi Thiên Nguyên Thành, tránh đi đại chiến này? Một nữ tử vận cung trang thanh sắc, phía trước có mảng chè, trong lòng vui vẻ hỏi. Hừ, di tộc công thành, quan hệ đến đại sự sinh tử tồn vong của nhân tộc. Chúng ta cùng các khác tu sĩ lại có mâu thuẫn. Nếu cộng đồng kháng địch đánh dị tộc thì không sao, nhưng dám một mình rời đi Thiên Uyên Thành thành, trốn tránh kháng định thì không cần bọn họ tìm tới các ngươi, mà ta sẽ tự mình ra tay. Hàn quang trong hai mắt Triệu Vô Quy chợt lóe, âm trầm nói. Trong sảnh mọi người nghe được lời này, sắc mặt đại biến, đồng thời có chút kinh nghi bất định. Các tiền bối kia rốt cuộc có dụng ý ra sao? Cung trang nữ tử chần chờ một chút rồi truy vấn một câu. Ha ha, chư vị đạo hữu không nên hiểu lầm. Ý của Lôi La trưởng lão là kháng địch chi trách tự nhiên là không có thể từ chối. Nhưng là tất cả không hy vọng sau kiếp nạn này mà tu sĩ phi thăng bị chết hết. Cho nên mới cùng ta thương lượng qua, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp có thể bảo toàn bộ phận nguyên khí. Nhưng biện pháp này tính nguy hiểm vẫn rất cao, lúc này mới phái ta tới đây, báo cho chư vị đạo hữu biết một phần. Cho chư vị đạo hữu tự do lựa chọn, tự mình quyết định có tham gia kế hoạch hay không. Nghe thấy vậy, tu sĩ họ Văn cười nói. Mọi người xôn xao một trận, đa số đều quay sang nhìn nhau. Đầu tiên, Hàn Lập nhíu chặt lông mày lại, hai mắt híp lên. Rốt cuộc có cái gì mà chúng ta phải lựa chọn? Hai vị tiền bối nói thẳng đi. Một người chậm rãi hỏi. Rất đơn giản, thời gian sắp tới, Lôi La trưởng lão sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có tính nguy hiểm rất lớn, bản thổ tu sĩ hơn phân nửa sẽ không chịu nhận. Nhưng là nếu chư vị đạo hữu nhận và hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như là công lớn, là có thể danh chính ngôn thuận rời thành. Nếu là đại chiến không bùng nổ, mọi người còn có thể phản hồi Thiên Nguyên Thành. Còn nếu là thực bùng nổ đại chiến, người thấy tu vi không đủ có thể ẩn nấp cho đến hết đại chiến, cũng coi như bảo toàn nguyên khí cho nhóm tu sĩ phi thăng. Hắc hắc, theo như chúng ta tính toán, có thể có đến hơn một nửa số người chấp hành nhiệm vụ mà ngã xuống. Nhận hay không nhận, toàn bộ là quyết định của các ngươi. Dù sao, chuyện dị tộc công thành còn có thể xảy ra hay không vẫn chưa rõ, mà chấp hành này nhiệm vụ này thì tỷ lệ bỏ mạng rất lớn. Nhưng nếu không mạo hiểm phiêu lưu mà đã nghĩ tới việc rời đi Thiên Nguyên Thành thì đó là việc mơ mộng hão huyền. Triệu Vô Quy cười lạnh nói. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1353, Linh Trùng Đại Thành. Nghe xong hai người Triệu Vô Quy nói, chúng tu sĩ trong sảnh hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt cũng khác nhau.
một nửa khả năng rơi rụng, nhiệm vụ này cũng là quá hung hiểm. Mà ở lại Thiên Nguyên Thành cũng bất quá chỉ có 6 thành là có thể nghênh đón dị tộc xâm lấn. Nếu chỉ là một dị tộc công thành, không ít người vẫn tin rằng sẽ vượt qua kiếp nạn này. Nếu mà như vậy, việc tiếp nhận nhiệm vụ lần này tựa hồ nguy hiểm lại càng lớn hơn. Đương nhiên sự việc này liên quan đến mạng sống, hiển nhiên không thể đơn giản tính toán như vậy. Cho nên mọi người đều có các tính toán cân nhắc kỹ càng. Nhất thời, trong đại sảnh lại yên tĩnh không một tiếng động. Chư vị đạo hữu không cần lập tức đưa ra quyết định, những nhiệm vụ này sẽ được tuyên bố trong nhiều năm. Hơn nữa còn có quyết định, chỉ cần vừa tiếp nhận nhiệm vụ thì lập tức sẽ chuyển giao chức vụ đang nắm giữ. Cho nên các đạo hữu cũng không cần lo lắng. Tu sĩ họ Văn cuối cùng lại bổ sung thêm vài câu. Nghe tiền bối nói vậy, cho dù ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà việc diệt Trần Đan giải quyết như thế nào? Nếu không có diệt Trần Đan, cho dù bọn tại hạ hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ rơi rụng dưới lưỡng sắc thiên kiếp. Hàn Lập bắt đầu mở miệng. Nguyên lai là Hàn Hiền Chất. Điều này không cần lo lắng. Cho các ngươi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm này, đó chính là hành động đánh cược. Hiển nhiên trước khi bọn ngươi xuất phát sẽ phát đủ số diệt Trần Đan. Nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Linh đan này cũng sẽ bị thiết hạ cấm chế. Trừ phi các ngươi thực sự có thể hoàn thành được nhiệm vụ, nếu không diệt Trần Đan tự động hủy đi. Ngoài ra chư vị đừng có ý niệm vọng tưởng trong đầu là trên đường vứt bỏ nhiệm vụ mà bỏ trốn. Nếu không hậu quả như thế nào, chính các ngươi cũng rất rõ. Triệu Vô Quy nhàn nhạt tiếp lời. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối giải thích. Hàn Lập gật đầu, rồi thản nhiên ngồi xuống. Trong sảnh mọi người nghe được lời nói của Triệu Vô Quy, trên mặt không chút dị sắc, nhưng trong lòng không hẹn mà cùng cười khổ. Trong lòng mấy người kia đang ấp ủ ý tưởng này, tự nhiên đã hoàn toàn tan biến. Những gì nên nói, hai ta đều đã nói cho chư vị. Nhiệm vụ lần thứ nhất sẽ bắt đầu ở nửa tháng sau. Nếu thật muốn nhận lấy những nhiệm vụ này, tốt nhất hãy sớm chuẩn bị. Mặc dù nhiệm vụ là do Lôi La trưởng lão cố ý bố trí cho các ngươi, nhưng nếu là thực sự có những tu sĩ khác tiếp nhận thì cũng không thể từ chối. Tốt lắm, tụ hội đến đây kết thúc. Mọi người hãy trở về tự cân nhắc lợi hại. Cuối cùng tu sĩ họ Văn cười nhẹ, dặn dò một câu, rồi tuyên bố kết thúc tụ hội. Lập tức hắn và Triệu Vô Quy đứng dậy, dẫn đầu bước đi trước ra đại sảnh. Trong sảnh, mọi người yên tĩnh trong chốc lát, sau cũng lục tục có người đi ra ngoài. Đại đa số đều cau mày, bộ dạng đầy tâm tư suy nghĩ. Hàn Lập thì vẫn chưa vội vã đi ra ngoài, mà là lặng lặng ngồi trên ghế, như đang suy nghĩ cân nhắc một điều gì đó. Một lát sau, trong sảnh chỉ còn vài người. Thế nào, Hàn huynh đối với mấy nhiệm vụ này có chút động tâm sao? Cách đó không xa một người đi tới, mỉm cười nói với Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc vừa động, thấy có người tới, cũng mỉm cười trả lời. Nguyên lai là Huyên Tiên Tử, tại hạ đúng là có chút ý định. Các tiền bối an bài lựa chọn kế này, thực chất cũng coi như một loại kế sách thoát thân. Chỉ là hơi chút nguy hiểm. Không ngờ người này là chính là nữ tu vận Thanh Sắc Cung Trang, tu vi đã đến hóa thần trung kỳ. Trước kia, Hàn Lập từng gặp qua nàng ta mấy lần trong tụ hội, cũng nói qua mấy câu, cũng là xem như là người quen biết. Nghe nói trước đó không lâu trong lúc tuần tra, Hàn huynh một mình một thân bắt giữ một gã lục ảnh. E rằng thần thông Hàn huynh có thể so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Đạo hữu nếu đồng ý tiếp nhận những nhiệm vụ này, thì chắc khả năng hoàn thành nhiệm vụ so với các đồng đạo khác lớn rất nhiều. Nếu được, ta và ngươi liên thủ, như thế nào? Nữ tử họ Huyên thản nhiên cười nói. Tuy rằng khuôn mặt nàng được che bởi một tấm lụa mỏng, nhưng vẫn không thể che được làn da cùng ánh mắt tuyệt đẹp. Hiển nhiên đây là một tuyệt đại giai nhân tư sắc hơn người. Hàn Lập nghe được lời này đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng rồi khi nhìn khuôn mặt nàng trong chốc lát sau, mới chậm rãi lắc đầu. Đạo hữu thật sự quá lời rồi. Tại hạ chẳng qua vừa mới tiến giai lên cảnh giới trung kỳ chưa được bao lâu, sao có thể so sánh cùng tiên tử. Còn về việc sẽ đồng ý nhận hay không nhận nhiệm vụ, Hàn mỗ chưa thật sự chuẩn bị tốt. Hiện tại nếu đưa ngay quyết định thì có chút quá sớm. Hàn Lập nói đầy khách khí,
nhưng lộ ra ẩn ý từ chối nhã nhặn. Huyền tính nữ tử nghe Hàn Lập trả lời vậy, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng không có ý tiếp tục nói về vấn đề đó nữa. Sau đó, nữ tử cùng Hàn Lập hàn huyên vài câu rồi cáo từ rời đi trước. Sau khi bóng dáng nữ tử biến mất sau cửa sảnh, ánh mắt Hàn Lập mới thu lại, âm thầm suy nghĩ. Tuy rằng nữ tử này tu vi không kém, lại tu luyện một loại thần thông tên là Tam Thiên Thúy, nghe nói lợi hại phi thường, nhưng nàng luôn luôn làm việc một mình, hơn nữa trên người hắn mang trọng bảo không muốn để người ngoài biết, cho dù là tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng căn bản sẽ không nghĩ đến việc liên thủ. Huống hồ trước mắt Hàn Lập còn một chuyện trọng yếu, cho dù ngày mai việc bùng nổ dị tộc công thành, hắn cũng không cách nào rời đi. Hắn vẫn cho hơn vạn con phệ kim trùng ăn nghê thường thảo, rốt cục ở một năm trước đã đủ điều kiện để chuyển hóa sang thể trưởng thành hết thảy. Tất cả đã được hắn dùng bí thuật có được từ Thiên Lan Thánh Nữ tế luyện thúc dục một lượt. Ngắn thì mấy tháng, lâu là vài năm, loại linh trùng này mới chuyển hóa hoàn toàn sang thể trưởng thành. Làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ đi trong lúc này gây ra việc gián đoạn tiến hóa, khiến loại linh trùng này tiến giai thất bại. Hàn Lập trong lòng có chút lo lắng, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng đứng dậy rời khỏi nơi đây. Một đạo cầu vồng thanh sắc bùng lên, hướng về phía nội thành. Đợt tọa đàm hơn 10 ngày sau ở Thiên Quảng Điện, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Trở lại thạch tháp, vừa từ trên không hạ xuống, Hàn Lập lập tức tiến vào tĩnh thất, mở ra cấm chế, khoanh chân ngồi tại một chiếc trên bồ đoàn trong tĩnh thất. Hắn khẽ lật bàn tay, trong tay hiện ra một bình ngọc màu vàng, từ trong bình đổ ra một viên đan hoàn màu xanh, rồi lập tức bỏ vào miệng. Nhất thời một tầng nhàn nhạt thanh quang hiện lên ở trên người. Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, đem song trưởng vươn ra, 10 ngón mở đều, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phốc một tiếng vang nhỏ, chỗ đỉnh đầu Hàn Lập linh quang chợt lóe, một nguyên anh cao 2 tấc hiện lên. Nguyên anh chân đạp tiểu đỉnh, quanh thân có hơn 10 tiểu phi kiếm nhỏ như kim khâu đủ các màu sắc bay múa xung quanh, thoạt nhìn khí thế phi phàm. Nguyên anh này cúi đầu nhìn thân thể bên dưới, nó vươn hai bàn tay, hai mắt sáng lên, khóe miệng khẽ cười. Miệng hé ra, một hỏa cầu bạch sắc được phun ra. Hỏa cầu chợt lóe rồi bay về phía một bàn tay, nhất thời phanh một tiếng nổ to. Ngọn lửa ngân sắc lập lòe đem bàn tay bên trong bao phủ trong đó. Một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên bổn nhìn như bình thường, nhưng mặt ngoài bàn tay đột nhiên chợt lóe hắc mang. Đồng thời trên 5 ngón tay hiện ra xương trắng, trên đầu ngón tay đều có một cái đầu lâu trông rất sống động, đầu lâu vặn vẹo trong hỏa diễm ngân sắc. Dường như tất cả đều sống lại, đều hiện ra nét mặt bất đồng, có con trông thư sướng cực kỳ, có con lại dường như thống khổ không chịu nổi, ngoài ra còn có một bộ dạng ngơ ngác đờ đẫn. Nhưng vô luận loại bộ dáng nào, các đầu khô lâu này ở trong ngân diễm lúc lớn lúc nhỏ biến ảo không ngừng, mà càng thêm không thể tưởng tượng được chính là bàn tay Hàn Lập. Nó cũng theo đó mà biến hóa hô ứng, tỏ nhỏ không ngừng. Hơn nữa da thịt dần dần trở lên trong suốt, dường như không còn phải là thân thể huyết nhục, mà là một loại mỹ ngọc. Nguyên Anh khẽ nghiêng đầu, miệng lại hé ra, lại phun ra một đoàn hỏa cầu tới lòng bàn tay còn lại. Ngân quang đại phóng, ngọn lửa yêu dị đem bàn tay này bao vây trong đó. Nhưng làm cho người ta khó có thể tin chính là bàn tay này ở trong ngân diễm không có giống bàn tay kia trở lên trong suốt, mà lại trở nên tối đen như mực. Một lát sau, trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay đồng thời hiện ra đồ án một tòa núi nhỏ, mặt ngoài chớp động hôi mang thần bí lúc tối lúc sáng. Ngay tại hai bàn tay đều hiện ra cảnh tượng thần kỳ thì cũng là lúc hỏa diễm ngân sắc dừng lại. Nguyên Anh vốn ở trên đỉnh đầu Hàn Lập, cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ cùng lúc đó, thanh quang quanh thân thể Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi thành kim quang nhàn nhạt, sau lưng cũng hiện ra một đạo kim sắc hư ảnh. Bóng dáng này mơ hồ dị thường, đồng thời có được 3 chiếc đầu, 6 cánh tay. Trên cổ tay cùng 2 gò má trơ trụ của Hàn Lập hiện ra từng ký hiệu kim sắc hình vuông, chúng chuyển động trên da thịt Hàn Lập tới lui không ngừng. Từ xa nhìn lại nhưng dường như kết thành từng phiến kim sắc lân phiến. Cả người Hàn Lập phủ trong kim quang, giống như thần Phật, thần bí vạn phần.
Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh từ trong mật thất bế quan đi ra. Hắn tham gia vào đợt giảng đạo trên Thiên Quảng Điện liên tục 3 ngày 3 đêm. Lúc sau, khi cảm thấy hài lòng mới rời khỏi Thiên Nguyên Thành, quay trở về động phủ của mình. Ngay khi Hàn Lập trở lại động phủ mới được một tháng, Trưởng Thành Lão Hội quả nhiên tuyên bố đợt nhiệm vụ nguy hiểm vô cùng, nhưng công cũng rất lớn. Những nhiệm vụ lần này phần lớn là có liên quan đến dị tộc, nhưng những người được yêu cầu đều là tu sĩ hóa thần. Nhất thời trong thành trở lên náo động một phen. Nhưng bởi vì nhiệm vụ lần này thực sự quá nguy hiểm, khiến số người đến nhận rất ít. Mà ngay tại lúc này, chợt có vài tên khách không mời mà đến xuất hiện tại linh địa của Hàn Lập. Trong động phủ, những người này cùng hắn mật đàm ước chừng hơn nửa ngày sau mới rời đi. Chỉ để lại Hàn Lập sắc mặt âm tình bất định, ở trong mật thất cân nhắc. Mấy ngày sau, rốt cục trong lòng đã quyết định. 4 tháng sau, phệ kim trùng hơn phân nửa đã thành thục. 6, 7 ngàn linh trùng rốt cục trở thành thể trưởng thành chân chính. Hàn Lập thu lại linh trùng cùng mọi thứ trong động phủ, rồi lại tiếp nhận một nhiệm vụ thần bí ở nơi bí mật trong Thiên Uyên Thành. Sau đó liền biến mất khỏi thành. Sau đó không lâu Hàn Lập trở lại tiểu đội, cũng nhận được mệnh lệnh cấp trên, thay đổi một hóa thần kỳ tu sĩ khác đảm nhiệm là đội trưởng. Cũng như Hàn Lập lần này, đột nhiên các tu sĩ khác cũng biến mất một cách thần bí. Trong số bọn họ không chỉ có tu sĩ phi thăng, cũng có tán tu bình thường, cũng có một ít đệ tử thế gia thần bí. Mà những người này đều chung đặc điểm đều là tu sĩ hóa thần kích. Hơn nữa là còn là những người nổi danh trong nhóm tu sĩ hóa thần. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1354, Nhiệm vụ. Trong rừng cây đỏ rực đầy quái thụ vặn vẹo, có 5 người nam nữ trẻ tuổi. Ở trong một chỗ bí ẩn, mỗi người đều đứng cách xa nhau mấy trượng, không hề lên tiếng. Một nam tử khoảng 30 mấy tuổi, thân mang cẩm bào, hai hàng lông mày tuyết trắng, mắt như thiềm điện. Một thiếu phụ áo đen, dáng người thon dài, lông mày kẻ đen, khuôn mặt đầy sát khí. Một nam tử chừng 27, 28 tuổi, cạnh miệng có một nốt ruồi đỏ, anh tuấn ôn nhã, vẻ mặt mỉm cười. Một nữ tử áo bào trắng bô dáng khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, có chút trẻ con. Cuối cùng là một nam tử chừng 23, 24 tuổi, mặc thanh bào. Mặt nam tử không chút thay đổi. Đây rõ ràng là Hàn Lập vừa mới rời đi Thiên Uyên Thành. Hàn Lập thoạt nhìn qua 5 người trẻ tuổi này, tu vi của họ cũng đều đã ngoài hóa thần kỳ. Hơn nữa ngoài Hàn Lập thì nữ tử mặc áo bào trắng nhỏ tuổi cũng đã là trung kỳ. Còn lại 3 người còn lại đều là hóa thần hậu kỳ đại thành, chẳng qua trong đó có thiếu phụ áo đen kia. Đúng là nữ tử của Hắc Phượng tộc mà Hàn Lập đã đụng độ tại Thú Triều. Nàng ta khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Lập, tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong mắt ánh lên vẻ kinh nghi. Thật không nghĩ tới, nhân tộc lần này phái ra 3 gã tu sĩ, trong đó 2 gã lại chỉ có tu vi trung kỳ. Chẳng lẽ quý tộc lại không coi trọng lần hành động này? Hai mắt nam tử khoác cẩm bào băng lãnh, lời nói lạnh lùng. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại ong ong vang lên trong tai mọi người. Nghe được lời nam tử bạch mi, vị nam tử có nốt ruồi đỏ lại khẽ nhíu lông mày, vẻ tươi cười trên mặt thu liễm lại vài phần. Hàn Lập lại cúi đầu vuốt qua một bạch sắc ngọc giản. Về phần nữ tử áo bào trắng, con mắt đen nhánh chỉ đảo qua một vòng, cười cười mà thôi. 3 người còn lại cũng không ai lên tiếng. Thấy biểu hiện của 3 người Hàn Lập như vậy, nam tử bạch mi trong lòng giận dữ, trên mặt lóe lên vẻ tàn khốc, định nói điều gì, nhưng thiếu phụ đứng cạnh lại bỗng nhiên cũng mở miệng. Việc này có thể quan hệ đến Thiên Uyên Thành, thậm chí quan hệ đến an nguy hai tộc. Ta nghĩ nếu không thành tâm hợp tác thì đừng nói đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ, mà có chấp hành nhiệm vụ hay không đều là 2 chuyện khác nhau. Chớ quên, chỉ là việc đi sẽ tiêu phí nửa năm. Quý tộc nếu phái 3 vị đạo hữu tới, thì chắc cả 3 vị đều là người phi phàm. Vốn dĩ về sau sẽ phải đồng hành một đoạn thời gian, ta mọi người nên giới thiệu về mình một chút. Ta đến từ Hắc Phượng tộc, vị này đến từ Huyền Ưng tộc,
Thiếu phụ này tỏ bộ dạng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Nam tử mang nốt ruồi đỏ nghe lời này, con mắt khẽ động, nhẹ giọng mở miệng cười. Tại hạ Lũng Đông, thấy tiên tử có một thân cực hỏa chi lực, nói vậy chắc đã đem bản mạng chi diễm của Hắc Phượng tộc tu luyện tới cảnh giới cực cao. Các hạ là người Lũng gia. Thiếu phụ vừa nghe tính danh nam tử, sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới tiên tử cũng biết Lũng gia ta. Nam tử mang nốt ruồi đỏ hé cười miệng để lộ ra một bộ răng trắng như tuyết. Ta là Diệp Dĩnh. Thiếu nữ áo trắng cười nói, thanh âm thanh thúy như một loại chim hoàng oanh. Hàn Lập. Hàn Lập thản nhiên nói ra hai chữ rồi thôi. Hàn Lập, thật sự là ngươi. Trách không được ngày đó các hạ lại có dị bảo như Diệt Tiên Châu trong tay. Quả nhiên vốn các hạ ngươi chính là cao giai tu sĩ. Nói như vậy, ngươi tu luyện công pháp là pháp thể song tu. Tiểu Hồng nhìn về phía Hàn Lập, thanh âm lạnh lùng. Vừa nghe nói đến pháp thể song tu, nam tử Lũng gia cùng nam tử Bạch Mi lắp bắp kinh hãi, còn thiếu nữ áo trắng cũng theo đó mà ngẩn ra. Ngươi nói pháp thể song tu, cứ cho là vậy đi. Nhiều năm không gặp, đại nhi hiện giờ thế nào? Hàn Lập mặt không biến sắc, chỉ là nhàn nhạt hỏi lại một câu. Năm đó đại nhi theo ta đi, mới là cử chỉ sáng suốt. Hiện giờ nàng đã sớm ngưng kết kim đan. Việc đuổi kịp ta và ngươi, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe được cái tên đại nhi, thiếu phụ trầm ngâm một lát, rồi mới lạnh lùng trả lời. Thật sao? Nếu không có việc gì thì Hàn mỗ an tâm. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng. Thế nào? Tiểu tỷ tỷ nhận biết được Hàn huynh sao? Thiếu nữ Diệp Dĩnh, ánh mắt đảo qua hai người, cười hì hì hỏi một câu. Nhận ra, hắc hắc, coi như là quen biết cũ đi. Thiếu phụ cười lạnh một tiếng. Lúc này, nam tử Huyết Chí cũng hướng bên này nhìn thoáng qua, xem xét Hàn Lập cùng Tiểu Hồng. Ánh mắt cũng thoáng nhìn thiếu nữ, liền lập tức rời khỏi. Trong mắt người này hiện lên một tia tham lam, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Nơi này tuy rằng còn chưa phải chỗ sâu trong man hoang, nhưng mọi người đã có thể hội hợp ở đây thì cũng chứng tỏ các vị đạo hữu có thần thông không kém. Nhưng lộ trình lúc này không giống như lúc trước. Nếu năm người không liên thủ chỉ sợ rất khó bình yên đi tới Hắc Diệp Sâm Lâm. Dọc con đường này gặp nhiều nguy hiểm, so với lúc trước thì đáng sợ gấp mấy lần. Khẽ ngẫm nghĩ một chút, Tiểu Hồng lên tiếng cảnh báo. Vừa nghe đến mấy chữ Hắc Diệp Sâm Lâm, bốn người còn lại thần sắc biến đổi, đều có chút rung động. Nhiệm vụ lần này thực chất là trên đường đi trừ bỏ bớt người của Mục Linh tộc, thu hồi tin tình báo do những người nằm vùng của chúng ta từ trước cung cấp. Dường như cũng không quá khó khăn. Thiếu nữ cười hỏi, cái này cũng khó, nói còn phải xem vận khí chúng ta. Nếu tất cả đều thuận lợi, có lẽ so các nhiệm vụ khác còn dễ dàng hơn. Nhưng nếu bị Mục Linh tộc phát hiện thì rất dễ cả nhóm bị tiêu diệt. Nhưng nhiệm vụ này thực chất đối với cả hai tộc đều quan trọng, cần phải mạo hiểm một chút. Nam tử mang nốt ruồi đỏ lại thở dài, lầm bầm nói. Một khi đã trọng yếu như vậy, việc phải gì phải phái mấy người hóa thần kỳ chúng ta đến đây, không bằng trực tiếp kêu một tu sĩ luyện hư đi có phải ổn hơn không? Nam tử Bạch Mi nhíu mày, có chút hoài nghi. Hắc hắc, nghe các hạ hỏi như vậy, xem ra người phụ trách hành động lần này của quý tộc hẳn là chính là Hồng Tiên Tử. Nam tử họ Lũng Đông không trực tiếp trả lời yêu cầu, ngược lại dùng tựa tiếu phi tiếu biểu tình, nhìn phía thiếu phụ áo đen. Lũng huynh nếu biết việc này, xem ra bên phía nhân tộc cũng có thể là do các hạ dẫn đầu. Thiếu phụ không chút ngạc nhiên mà bình tĩnh nói. Chính xác, tại hạ đúng là có biết nhiều hơn một vài thứ. Lũng Đông khóe miệng, nốt ruồi đỏ rung rung, cũng không có phủ nhận việc này. Thiếu nữ họ Diệp nghe được lời này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Dường như lập tức nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu nhìn Hàn Lập liếc mắt một cái. Hàn Lập không chút đổi sắc, dường như căn bản không nghe được nam tử mang nốt ruồi đỏ cùng thiếu phụ đối thoại với nhau. Điều này làm cho thiếu nữ họ Diệp lộ ra vẻ bất ngờ. Phái mấy người hóa thần kỳ chúng ta đi là bởi vì Mộc Linh tộc trong Hắc Thạch Sâm Lâm có bố trí Thiên Mộc Mộng La bao phủ. Nếu có tồn tại trên hóa thần tiến vào nơi đó, lập tức sẽ bị lộ tung tích.
Tiểu Hồng lại quay đầu hướng nam tử Bạch Mi giải thích. Thì ra là thế, chẳng qua Lũng đạo hữu thì không sao, nhưng hai người này chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, có chút hơi kém. Nam tử Bạch Mi gật đầu, hai mắt lại bỗng nhiên híp lại nhìn hai người Hàn Lập và Diệp Dĩnh, không khách khí nói: Lý huynh cứ việc yên tâm, các trưởng lão đã phái Hàn đạo hữu và Diệp cô nương cùng nhau lại đây, tất nhiên đối hai người bọn họ cực kỳ yên tâm, sẽ không để cho nhị vị thất vọng. Điều này tại hạ có thể đứng ra bảo đảm. Lũng Đông cười lên ha hả. Một khi đạo hữu đã cam đoan như vậy, nếu bọn họ trong hành trình mà làm liên lụy đến người khác thì đừng trách tại hạ thấy chết mà không cứu. Nam tử Bạch Mi âm trầm nói: Hừ, các hạ cùng lắm so với ta cao hơn một tầng cảnh giới mà thôi, vậy mà cứ tưởng mình là tu sĩ luyện hư. Gặp phải nam tử Bạch Mi nhiều lần khinh miệt, rốt cục làm cho khuôn mặt thiếu nữ áo trắng trầm xuống. Tu vi tới hiện nay, cảnh giới kém một tầng, thần thông cũng không phải chỉ kém một điểm mà thôi. Nam tử Bạch Mi cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ trả lời. Thiếu nữ áo trắng trong lòng giận dữ, còn muốn nói gì nữa, Hàn Lập lúc này ngắt lời. Nếu Lũng đạo hữu cùng Hồng tiên tử đối với nhiệm vụ lần này biết rõ thì không bằng trước tiên giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Thời điểm Hàn Mỗ tiếp nhận nhiệm vụ thì chỉ biết đại khái, cũng không nghĩ đến việc sẽ cần nhiều người liên thủ. Nếu biết sớm điều này, tại hạ dám chắc 80-90 phần là sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Hàn Lập mặt không chút thay đổi mà nói, nhưng trong lòng thực sự cảm thấy không vui. Ở trong Thiên Nguyên Thành biết được nhiệm vụ này yêu cầu cần có nhiều người nhận, hắn đã cảm thấy việc này không đơn giản. Ngay lúc đó trong lòng thật sự có vài phần muốn rút lui, nhưng lại được cấp trên báo cho biết nhiệm vụ này rất trọng đại. Nếu tiếp nhận nhiệm vụ này, thì một khi rời khỏi liền được giải thoát khỏi những nhiệm vụ khác, nếu không sẽ phải ở lại 10 năm, không được rời khỏi Thiên Nguyên Thành, mà hắn còn nhiều chuyện quan trọng khác. Cả 10 năm không được rời đi Thiên Nguyên Thành, hắn không thể kiên trì đến vậy. Kết quả, hắn đã mất đến một tháng để chờ đến lượt tụ hội này. Nhưng những người hắn nhìn thấy là không phải là phi thăng tu sĩ mà là tu sĩ bản thổ cùng yêu tộc, trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Xem ra nhiệm vụ này đã phức tạp lại quá nguy hiểm, tựa hồ còn muốn vượt xa những dự đoán trước kia. Đám người Triệu Vô Quy không phải nói, nhiệm vụ này chỉ do phi thăng tu sĩ bọn họ nhận sao? Chẳng lẽ là nhận sai nhiệm vụ một cách ngoài ý muốn? Trước khi xuất phát thực sự hắn cũng được phân phát đủ số diệt trần đan. Bên trên cũng đồng ý sau khi hoàn thành nhiệm vụ này hắn có thể rời khỏi Thiên Nguyên Thành. Điều này hoàn toàn giống với những gì mấy người Triệu Vô Quy nói. Hàn Lập đối với việc này, tự nhiên trong lòng có chút kinh nghi. Những gì liên quan đến nhiệm vụ cụ thể, ở trên đường tại hạ sẽ cùng bàn tỉ mỉ với Hàn huynh và Diệp cô nương. Thời gian thực hiện nhiệm vụ lần này cũng không quá dư giả, chúng ta cứ đi ra trước rồi nói sau. Lũng Đông mỉm cười, lại nói như vậy. Lũng huynh nói rất đúng, thời gian của chúng ta có hơi ít. Trước khi hành động cần chuẩn bị thật tốt, ta cũng có thể ở trên đường công bố một số tư liệu có liên quan. Tiểu Hồng cũng đồng ý nói. Nam tử Bạch Mi cùng Diệp Dĩnh hai người nghe xong lời này, không có ý phản đối. Hàn Lập trầm ngâm một chút, cũng chậm rãi gật đầu. Được rồi, ở trên đường rồi sẽ từ từ hỏi. Nếu như vậy, vì để cẩn thận, chư vị hãy cùng dùng Linh Vân Chu của tại hạ. Mọi người không cần hao phí pháp lực, chỉ cần hao phí một ít linh thạch là đủ. Ngoài ra Linh Chu có thể biến hóa ẩn nấp, vì thế ở trên đường ta cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nam tử có nốt ruồi đỏ lại tỏ ra vẻ mặt ôn hòa bắt đầu đề nghị, tựa hồ nhiệt tình vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1355, Ám Lưu. Một nơi xa trong khu rừng, có một đoàn bạch quang nhàn nhạt đang bay lên không trung. Bên trong ẩn ẩn một con thuyền dài cỡ 20 trượng. Thuyền này chia làm hai tầng, toàn bộ than trắng nõn tựa như được luyện chế từ mỹ ngọc. Thân thuyền chạm khắc nhiều loại hoa văn cổ quái được mây mù bao bọc, đồng thời hiện lên kim ngân lưỡng sắc, có vẻ khí thế bất phàm. Ngọc Chu rung lên, bỗng nhiên kim ngân lưỡng sắc phát ra tiếng bang bang,
rồi hóa thành từng phiến bạch vân đem thuyền này bao vào trong đó thành một đóa trông như đám cự vân. Sau đó Ngọc Chu xoay quanh đám cự vân, liền hướng đến một hướng khác biến mất vô thành vô tức. Một màn quỷ dị xuất hiện, thoạt nhìn cự vân nhẹ nhàng bay, dường như phi hành rất chậm, nhưng thực ra trong nháy mắt đã đi xa hơn trăm trượng, tựa hồ tốc độ không thua so với hóa thần tu sĩ. Không tồi, không hổ là lũng gia nắm trong tay hội đấu giá của nhân tộc, ngay cả linh chu như thế này cũng đều có. Tuy rằng linh vân chu không phải là vật hiếm lạ, nhưng là độ tốc nhanh như vậy chỉ có thể là loại hảo hạng. Tiểu Hồng đứng ở đầu thuyền, dò xét tất cả mọi nơi trên thuyền, mặt lộ vẻ hài lòng tán dương. Hắc hắc, tiên tử thực đã quá khen. Quý tộc thân là một trong 7 Daieu tộc, có bảo vật gì mà chưa từng gặp qua. Linh Vân Chu cũng bất quá chỉ có độn tốc coi như là được. Chẳng qua, thuyền này cũng khá lớn, có chừng hơn 10 gian tĩnh thất. Ngoại trừ hàng ngày cần có một người ở bên ngoài lưu ý động tĩnh, những người còn lại cũng có thể ở trong tĩnh thất nghỉ ngơi. Nếu thuận lợi, thời gian nửa năm đối với chúng ta mà nói cũng không phải là lâu, có lẽ chỉ bằng một lần tu luyện mà thôi. Lũng Đông khách khí nói, như thế cũng tốt, 10 ngày mỗi người chúng ta thay phiên công việc một lần, những người còn lại ở trên thuyền tự do hành động. Trước tiên mọi người hãy chọn lựa tĩnh thất của mình đi. Thiếu phụ gật đầu. Nghe được hai người nói như vậy, mọi người tự nhiên không có ý phản đối. Lúc này, mỗi người trên thuyền đều đi chọn một gian phòng ưng ý. Đương nhiên nếu là nơi mình nghỉ ngơi đả tọa, tự nhiên sẽ tạo cấm chế để đề phòng người khác rình mò. Sau đó, năm người lại thương lượng một chút để sắp xếp thay phiên công việc. Nhắc tới cũng khéo, Hàn Lập được an bài ở vị trí cuối cùng. Thời điểm đến phiên Hàn Lập canh gác là 40 ngày sau. Tất cả đều đã an bài xong. Hàn Lập và những người khác cũng không nói thêm gì nữa, liền cùng nhau tiến vào trong tĩnh thất, mở ra cấm chế. Thiếu phụ áo đen cùng đám người kia không có biểu hiện gì khác biệt. Ngoại trừ Lũng Đông đang thực hiện công việc canh phòng, mọi người còn lại đều lập tức tiến nhập vào phòng của mình. Lũng Đông thấy tình hình này, khóe miệng hơi mở, rồi lần nữa lại đi đến đầu Linh Chu, hai tay chợt đan vào nhau rồi vung lên. Bỗng nhiên xuất ra một lục sắc bồ đoàn hạ xuống mặt đất, hắn liền khoanh chân ngồi ở trên đó. Hừ, nửa năm, thực mong chờ đến ngày đó. Môi hắn bởi vì kích động mà hơi run lên, thì thào tự nói vài tiếng, thanh âm rất nhỏ không để người khác nghe thấy. Sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trên mặt xuất hiện nụ cười cổ quái rất lâu mà không tiêu tan. Mỗi gian tĩnh thất trong Ngọc Chu đều rộng mấy trượng. Tiểu Hồng cùng thanh niên bạch mi mặt đối mặt ngồi trên một chiếc ghế. Cái gì? Người nói tiểu nha đầu Diệp Tĩnh, thân mang thiên phượng huyết, cũng là đệ tử chân linh thế gia. Thanh niên bạch mi tựa hồ vừa nghe thiếu phụ nói xong, vẻ mặt hoảng sợ. Lý đạo hữu đâu cần kinh ngạc như thế. Huyền ương tộc cũng là chủng tộc thiên cầm hiếm thấy. Ta không tin nha đầu đó than mang thiên phượng huyết mà ngươi lại không có chút cảm ứng. Về phần chúng ta, Hắc Phượng tộc tuy là bảng chi của Phượng tộc, nhưng nếu so về độ tinh thuần của thiên phượng huyết thì cũng không thể bằng với tiểu nha đầu này. Ta chắc chắn không hề cảm ứng nhầm về thiên phượng huyết trên người tiểu nha đầu này. Thiếu phụ nghiêm nghị nói. Thì ra là thế. Không hiểu sao vừa thấy nha đầu, tâm thần ta cảm thấy không yên, ẩn ý vài phần kiêng kỵ. Lúc nãy ở trong rừng cây, cử chỉ có chút thất thố. Nhưng Hồng tiên tử nói cho Lý mỗ việc này, chẳng lẽ có ý gì sao? Thanh niên bạch mi thở nhẹ một hơi, trên mặt cũng lộ ra nét kỳ quái. Không có gì. Nếu trên người nàng ta chỉ có chân linh huyết thì thôi. Nhưng nếu là thiên phượng huyết được xưng là vạn cầm chi vương thì sẽ khác. Lý, huynh thật sự không rõ sao? Thiếu phụ thản nhiên cười, nhưng hai mắt lại trở lên âm hàn. Hừ, ta đương nhiên hiểu ý ngươi. Nhưng chớ quên, trước khi xuất phát trưởng lão trong tộc có nói cho chúng ta biết nhiệm vụ lần này đối với yêu tộc rất trọng yếu. Nếu là vì việc riêng mà ảnh hưởng đại sự trong tộc, ta và ngươi cho dù có được thiên phượng huyết, cũng không còn mạng mà hưởng thụ. Thanh niên bạch mi trầm tư trong chốc lát mới cười lạnh một tiếng. Khanh khách, tiểu muội khi nào thì nói qua sẽ xuất thủ bây giờ. Nhiệm vụ đương nhiên là phải ưu tiên trước hết.
Nhưng sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ ra tay cũng không muộn. Tiểu Hồng cười khẽ nói, xong việc sẽ ra tay sau. Không được để ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nhưng hai người còn lại sẽ không ra tay giúp cho nàng ta sao? Cho dù thực sự lấy được thiên phượng huyết, ta và ngươi chia như thế nào? Huyết này không thể phân thành hai. Thanh niên Bạch Mi ánh mắt chợt lóe, suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Thiên phượng huyết mặc dù đối với các ngươi cũng hữu dụng, nhưng đối với Hắc Phượng tộc chúng ta mà nói lại là trọng yếu hơn. Như vậy đi, chỉ cần Lý Huynh trợ giúp ta lấy được linh huyết, ta nguyện ý dùng 3 khỏa hắc viêm đan làm thủ lao. Về phần hai người còn lại, hai người ta tự nhiên sẽ nghĩ cách điều bọn họ đi trước. Huống hồ Hắc Thạch Sơn Lâm hung hiểm, bọn họ có bình yên thoát thân hay không còn chưa rõ. Thiếu phụ cắn răng một cái, nêu ra một điều kiện đầy hấp dẫn. 3 khỏa hắc viêm đan. Thật sao? Thanh niên Bạch Mi cả kinh, lập tức mừng rỡ. Tiểu muội ở Hắc Phượng tộc cũng coi như có chút địa vị, 3 khỏa hắc viêm đan này ở bên ngoài đều là thứ vô giá. Nhưng là do tiểu muội nhiều năm tích lũy nên cũng có thể luyện chế ra 3 khỏa. Vốn là định tính dùng để đánh sâu vào luyện hư hư cảnh giới. Thiếu phụ lộ ra một nụ cười gượng, cứ như vậy đi. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, rồi trên đường trở về ta sẽ giúp ngươi một tay. Chẳng qua, chân linh huyết lấy cũng không dễ dàng lấy đi. Đặc biệt loại chân huyết của chân linh thế gia đã lưu truyền nhiều năm, có lẽ đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể nhân tộc, khó có thể tách ra được. Thanh niên Bạch Mi lại nhớ ra cái gì đó, nhíu mày nói, yên tâm, Hắc Phượng tộc chúng ta nếu đối với chân huyết khác đúng là sẽ không có gì biện pháp. Nhưng là việc tách ra thiên phượng huyết, sớm đã nghiên cứu không biết đã bao lâu. Ta ít nhất có 7-8 phần nắm chắc, thiếu phụ ngạo nghễ nói. Tiên tử có tự tin như vậy là tốt rồi. Thanh niên Bạch Mi nghe được lời ấy, vừa lòng gật đầu. Trong một gian tĩnh thất khác, thiếu nữ áo bào trắng Diệp Dĩnh, hai tay đang bấm quyết niệm chú, hai mắt khép hờ, tọa trên một chiếc giường. Phía sau đầu lại có một vầng sáng màu xanh đường kính vài thước đang chuyển động. Nhìn kỹ, vầng sáng này chẳng những huyền diệu vô cùng, bên cạnh còn có bạch sắc hỏa diễm cao hơn một xích đang chớp động. Mà ở phía giữa vầng sáng lại có một đạo hư ảnh hình người đang tĩnh tọa. Hư ảnh đó có chút giống với thiếu nữ, chỉ là thân hình nhỏ hơn mấy lần, nhưng đồng dạng hai mắt cũng khép hờ, hai tay đang bấm quyết. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên khóe miệng thiếu nữ khẽ động, lộ ra một tia như có như không, mà cơ hồ cùng lúc đó hư ảnh trong vầng sáng cũng lộ ra nét mặt giống y hệt thiếu nữ. Chuyện tình như vậy quả là quỷ dị. Hàn Lập lại đang bước đi bước lại trong mật thất của mình, sắc mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt lại đang chớp động, tựa hồ đang cân nhắc sự tình gì. Tại một góc tĩnh thất, trên bàn có hai con vật, một con mèo loại lớn trông như một con báo nhỏ, tứ chi xoãi ra, nằm sấp, bộ dạng lười biếng. Ở khóm lông xù của con báo, có một con tiểu hầu cao mấy tấc, bộ lông đen thùi, hai mắt quay tròn nhìn chằm chằm Hàn Lập, có vẻ đầy linh tính. Bỗng nhiên bước chân Hàn Lập dừng lại, bàn tay khẽ lật, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ cùng một khối ngọc giản màu trắng. Trên bình có in khắc hoa văn phong cách cổ xưa, minh ấn 3 văn tự cổ đại. Nhìn kỹ thì đó là 3 chữ Diệt Trần Đàn. Hàn Lập dùng ngón tay vuốt về dược bình trong chốc lát, khẽ thở dài một cái. Sau đó dược bình liền biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có khối ngọc giản kia. Ngọc giản này đúng là vật trước khi hắn rời đi Thiên Nguyên Thành được vài tên tu sĩ thần bí đến bái phòng lưu lại. Hàn Lập nhìn ngắm ngọc giản trong chốc lát, bỗng nhiên đem ngọc giản áp lên trên trán, đem thần thức trầm vào trong đó. Trong ngọc giản đúng là một bộ bản đồ cực lớn, nhưng bản đồ này tựa hồ khuyết thiếu hơn phân nửa, mà ở bên cạnh chỗ khuyết thiếu, có một đốm chớp động hào quang nhàn nhạt. Tuy rằng đã xem qua không ít lần, Hàn Lập vẫn cẩn thận xem xét, tựa hồ muốn tìm ra thứ gì đó. Ở một gian mật thất bí ẩn trong Thiên Uyên Thành cách xa đây không biết bao nhiêu ngàn dặm, một tăng một đạo đang ngồi quanh một tảng đá, hai mặt đối nhau. Đạo nhân tuổi chừng 40 mấy tuổi, mặt to mày rậm, sắc mặt có màu vàng nhạt. Tăng nhân cũng là một lão tăng râu bạc trắng dài nửa thước, trên mặt đầy nếp nhăn, hai mắt lại híp lại.
Tính theo thời gian, mấy người được phái đi chắc đã hội họp với nhau. Lão Tặng nói với chất giọng hữu khí vô lực. Quả thật thời gian không sai biệt lắm. Ta thật sự có chút không biết rõ vì sao Kim Việt huynh sau khi xuất quan bỗng nhiên thay đổi kế hoạch ban đầu. Nhất định phải đem mấy tên vãn bối phái đến dị tộc. Mấy người kia đều là tu sĩ mới phi thăng gần đây, hơn nữa còn là mấy người xuất sắc nhất. Người khác không biết, nhưng đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Nhiệm vụ thu thập tình báo dị tộc trên thực tế cực kỳ nguy hiểm. Yêu tộc cũng có phái người phối hợp, nhưng trên thực tế có thể đang mưu tính một kế hoạch khác. Đạo sĩ sau khi trả lời một câu, bỗng tỏ vẻ nghi ngờ. Lần này các tộc có dị động, ngươi hẳn là biết rất rõ ràng mà. Lão Tăng không có trực tiếp hồi đáp đạo sĩ mà lại từ từ hỏi ngược lại. Điểm này bần đạo sao lại không biết? Không phải là trên hỗn độn vạn linh bảo mới xuất hiện một kiện huyền thiên chi bảo, hơn nữa là bài danh thứ 3 trong huyền thiên chi bảo. Nghe nói gọi là huyền thiên trảm linh kiếm, đạo sĩ vừa nghe lão Tăng này hỏi, trong lòng rùng mình, thần sắc bất giác ngưng trọng vài phần. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1356, Tử Ảnh, Thánh Hoàng. Chính xác, có lẽ vài ngàn năm sau mới có thể xuất hiện chuyện dị tộc công thành, thậm chí bùng nổ đại chiến trăm tộc như trong truyền thuyết. Lão Tăng thì thào một tiếng, Kim Việt huynh cần gì phải giấu giếm, việc này ta cũng biết. Nhưng việc vừa rồi cùng các tộc nghị luận có quan hệ gì? Các tộc hiện tại căng thẳng như vậy, chẳng lẽ là đều sợ bị cuốn vào trong đó sao? Bộ dạng đạo sĩ vẫn có chút khó hiểu. Sợ bị cuốn vào? Hắc hắc, việc này nếu xảy ra, bộ tộc nào có thể tránh né? Căn cứ lẽ thường mà nói, mỗi lần huyền thiên chi bảo xuất thế đều tạo ra một trận huyết vũ tinh phong, khi ấy mới thực sự xuất thế. Mà cuối cùng chủng tộc nào có được bảo vật này đều coi nó là bảo vật cung phụng, mời tồn tại cấp chân linh làm thủ hộ giả cho bản tộc, khiến bản tộc trở thành chủng tộc cường đại trong linh giới. Tồn tại cấp chân linh có thể so sánh cùng tiên nhân. Đương nhiên, ở trước khi chân linh cường đại xuất hiện, chủng tộc có bảo vật cũng rất muốn có được uy lực của bảo vật. Nếu chủng tộc có được bảo vật quá yếu nhược, có đôi khi đem bảo vật này hiến cho chủng tộc cường đại khác để mong được che chở, hoặc là phải vứt bỏ trong hoang dã để tránh thoát tai ương diệt tộc. Lão Tăng từ từ nói. Đạo sĩ vẫn yên lặng nghe, vẫn không nói gì. Tăng nhân dừng lại một chút rồi lập tức nói thêm. Theo lý thuyết huyền thiên chi bảo xuất thế đâu, với thực lực hai tộc nhân yêu rất khó đoán trước. Nhưng trong yêu tộc lần này một gã hợp thể kỳ có thiên phú tiên đoán. Bởi vì hắn tự biết không có hy vọng vượt qua đại thiên kiếp nên kích phát tiềm lực, dùng pháp lực cả đời bói một quẻ về chỗ hạ lạc của bảo vật này. Theo như quẻ thì huyền thiên trảm linh kiếm nằm ở phía tây bắc phong nguyên đại lục của nhân tộc ta. Tuy rằng phong nguyên đại lục là một trong ba khối đại lục, nhưng cỡ đó lại rất nhiều so với các đại lục khác. Góc tây bắc đó có nhân tộc chúng ta, yêu tộc, linh tộc, mộc tộc, dạ xoa tộc, ảnh tộc cùng 6-7 chủng tộc lớn nhỏ khác, cũng có thể nó sẽ xuất hiện ở trong nhân tộc chúng ta. Hiện giờ tin tức này chỉ có người của hai yêu tộc biết, nhưng nghĩ đến không thể gạt được bao lâu. Dù sao trong hai tộc khẳng định đều có thám tử của dị tộc khác. Một khi dị tộc khác biết được việc này, hậu quả như thế nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lão Tăng nói xong lời cuối cùng, liền nở nụ cười khổ. Cái gì? Lại có sự tình này? Nói thế chẳng phải nhân tộc chúng ta rất có thể sẽ bị diệt tộc sao? Sắc mặt đạo sĩ xanh mét. Theo truyền thuyết thượng cổ, chỉ cần ở trong thời gian nhất định tại một khu vực có rất nhiều sinh linh cường đại bị giết, thì có thể thông qua phương pháp huyết tế thần bí mạnh mẽ đã đem huyền thiên chi bảo triệu hồi. Lấy thực lực mấy tộc, mấy chủng tộc cường đại này tuyệt đối sẽ không để ý mà đem mấy tộc chúng diệt sát để tiến hành huyết tế triệu hồi. Bách tộc đại chiến lần trước, không phải là hóa vô thuẫn mà hiện giờ bài danh thứ 4 cũng bị chủ nhân của nó mang theo liên tục chạy trốn vạn năm trên cả ba đại lục, mới cơ hồ đem 89/10 các chủng tộc trên đó đều cuốn vào trong tràng chém giết, mà các chủng tộc nhỏ yếu bị giết cơ hồ đều trở thành đối tượng tiến hành huyết tế.
Huống hồ chưa cần biết bảo vật này nằm trong tay tộc nào, chúng ta chỉ cần biết bảo vật sẽ xuất thế ở phía Tây Bắc. Vì bị Tránh vận mệnh làm đối tượng huyết tế nên sẽ lập tức bùng nổ đại chiến, tranh thủ khiến cho chủng tộc khác trở đối tượng huyết tế. Tăng nhân thở dài nói, thì ra là thế. Các ngươi để cho vài tên tân phi thăng tu sĩ kia đột nhiên rời đi Thiên Uyên Thành tới khu vực dị tộc, chẳng lẽ là hoài nghi? Đạo sĩ bỗng nhiên có chút giật mình. Chính xác, huyền thiên chi bảo là vật thế nào? Có thể nói là nghịch thiên bảo vật, có thể nghịch truyền phép tắc, nhưng cũng chưa chắc đã là vật của linh giới chúng ta, cũng có thể được người từ hạ giới mang đến. Tuy rằng loại khả năng này cực nhỏ, nhưng là gần trăm năm phàm là hơi có chỗ khả nghi phi thăng tu sĩ. Tất cả đều bị ta phái ra Thiên Trắc Thành, đi dị tộc chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay không, bọn họ cuối cùng đều đã phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn. Căn bản không có cách nào phản hồi Thiên Trắc Thành. Đương nhiên những tu sĩ bản thổ bị hoài nghi cũng đồng dạng đều bị điều ra ngoài Thiên Uyên Thành, lấy các loại lý do để đưa họ ra thế giới hoang dã. Trừ bỏ lý do này thì những kẻ có tư chất hơn người, tiềm lực kinh người, cũng sẽ được phân phó đến thế giới hoang dã. Chỗ tốt của việc này là nếu trên người họ có mang huyền thiên trảm linh kiếm thì cũng có thể nói là kịp di rời bọn họ trước đại chiến. Nếu đại chiến xảy ra mà hai tộc nhân yêu đại bại thì nhóm người này cũng chính là hy vọng còn lại của hai tộc chúng ta. Tăng nhân nghiêm nghị nói, cần gì phiền toái như vậy? Nếu muốn điều tra rõ huyền thiên chi bảo kia có nằm trong tay bọn họ hay không, chúng ta hoàn toàn có thể dùng khống thần bí thuật tìm tòi thần thức tất cả một lần. Nhưng nếu tìm ra được huyền thiên trảm linh kiếm ở trong tay tộc ta thì có chỗ tốt gì? Vật ấy căn bản một củ khoai lang nóng phỏng tay. Ngươi có thể bảo chứng rằng ở trong trường lão hội không có người của dị tộc ẩn núp không? Một khi tin tức này bị tiết lộ, chẳng những nhân tộc chúng ta trong khoảng thời gian ngắn lập tức hợp thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Thậm chí ngay cả yêu tộc vì tự bảo vệ mình cũng có thể rời khỏi liên minh cùng chúng ta. Đến lúc đó, nhân tộc chúng ta không nghi ngờ là sẽ bị diệt tộc. Chúng ta không phải là một chủng tộc cường đại, không thể giữ bảo vật này để đợi cho tồn tại cấp chân linh tìm tới cửa, hay hiến bảo vật này cho một chủng tộc cường đại để cầu che chở. Phòng trừng ảnh cũng sẽ không mở ra cơ hội này. Ngược lại làm bộ hồ đồ, trước tiên ứng phó với việc đại chiến nhất định nổ ra rồi trong lúc chưa xác định huyền thiên chi bảo nằm trong tay người cụ thể nào mà tấn công chúng ta. Nếu chỉ là liên quân của một tộc cùng ảnh tộc thì với liên quân ở Thiên Uyên Thành của hai tộc chúng ta, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Linh tộc cùng Hắc Xoa tộc đang ở thế giao tranh kịch liệt. Sau khi biết tin tức này, chắc chắn sẽ đánh nhau sống chết càng thêm mãnh liệt. Cùng lắm thì mấy tộc chúng ta chịu mất đi một lượng lớn người, cũng có thể đạt đủ điều kiện huyết tế để triệu hoán huyền thiên chi bảo. Vô luận bảo vật này lúc đầu nằm trong tay tộc gì, chỉ cần bảo vật này được triệu hoán đi, đến lúc đó chúng ta cũng coi như ứng phó qua kiếp nạn này. Nếu có chủng tộc cường đại tìm đến chúng ta thì trước hết bọn chúng cần phân ra thắng bại. Phòng trừng trận chiến sẽ khác so với trận công thành chi chiến kéo dài hơn trăm năm kia. Một khi khai chiến nhất định trong vòng trăm năm sẽ có kết quả, trình độ thảm thiết hơn xa trước kia. Hắc hắc, tộc trưởng mấy tộc khác có suy nghĩ cũng không khác nhiều lắm. Nếu không thì vẫn tưởng các tộc đang truy tìm huyền thiên trảm linh kiếm, tất cả đều tích cực chuẩn bị cho chiến tranh mà thôi. Lão Tăng không chút hoang mang mà nói, tại sao ngươi biết được những tin tức này? Vì sao lúc trước một chút tin tức ta cũng không thu được? Chẳng lẽ trưởng lão hội cố ý gạt ta? Nghe xong những lời này, ánh mắt đạo sĩ chớp động vài lần, run sợ hồi lâu, giọng có chút không vui hỏi. Rất đơn giản, sau khi biết thân phận các hạ có vấn đề, mới cố tình làm như thế. Nên tiếp tục xưng hô ngươi Lôi La chân nhân hay là nên gọi ngươi một tiếng Từ Ảnh đại nhân đây? Tinh quang trong mắt lão Tăng đại phóng, thanh âm băng hàn cực điểm. Từ Ảnh gì? Kim Việt đại sư nói vậy là có ý gì? Đạo sĩ không hề tỏ ra có gì khác thường, ngược lại nhíu mày hỏi. Hắc hắc, thời gian cũng không sai biệt lắm, cũng đã đến lúc phát tác. Lão Tăng không để ý tới đạo sĩ nói, ngược lại ánh mắt đảo vào góc thượng trên một lư hương,
ở phía trên có cắm một cây hương đã cháy hơn phân nửa. Thời gian gì tới rồi? Không đúng, nhang này. Hai mắt đạo sĩ Tử Quang chợt lóe, sắc mặt có chút đại biến. Cơ hồ cùng lúc đó, từ người đạo sĩ bỗng nhiên bắn ra một bóng màu tím, lao thẳng tới lão tăng đối diện. Lão tăng ngồi đối diện vẫn bất động, tay áo chỉ khẽ phất một cái. Oanh một tiếng, kim quang chợt lóe, từng tràng phạm văn hiện lên. Tử Ảnh bị đánh bật trở lại rồi đụng vào vách của mật thất, toàn thân co lại, rốt cuộc không thể có bất kỳ hành động gì. Đúng lúc này, tại vách tường thanh quang chợt lóe, một ngọc bát màu xanh bỗng nhiên hiện lên, nó khẽ lật liền phun ra một mảnh thanh hà, nháy mắt đem Tử Ảnh thu vào trong đó. Quả thật tứ thần hương đối với Ảnh tộc có khắc chế, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả Tử Ảnh cũng không thể chống được. Trên vách tường bạch quang chớp động, từ đó lại hiện ra một nho sinh trung niên nho nhã, người này vận một thân áo bào trắng, cử chỉ đầy thong dong. Thiên Nguyên huynh, đa tạ đã cho mượn thần hương, nếu không thật không dễ để bắt lấy nghiệp chướng này. Lão tăng vừa thấy nho sinh, lập tức đứng dậy hai tay chắp thành hình chữ thập thi lễ. Kim Việt đại sư đa lễ rồi, ta cũng may mắn tu luyện được một môn thần thông. Từ đó mới phát hiện Lôi La chân nhân đã bị Tử Ảnh nhập thể. Đáng tiếc Lôi La chân nhân đạo pháp kỳ tài, vậy mà rơi vào kết cục như vậy. Nho sinh lại xoay chuyển ánh mắt nhìn lão tăng vẫn ngồi như cũ, thở dài một tiếng. Tử Ảnh lúc trước vừa mới lao ra khỏi thân thể Lôi La chân nhân thì dường như tinh khí toàn thân đều bị hút hết, thân thể trở nên khô quắt dị thường, không tiếp tục cử động, khiến nó vừa tức giận vừa sợ hãi. Tăng nhân cũng thấp giọng niệm Phật ngữ, trên mặt hiện ra vẻ bi thống. Lập tức từ ngón tay bắn ra một đóa kim sắc hỏa diễm. Nhất thời thân thể đạo sĩ ở trong kim diễm liền hóa thành hư vô. Theo lẽ thường mà nói, Tử Ảnh tuy rằng cường đại không thua gì hợp thể tu sĩ chúng ta, nhưng là với thần thông của Lôi La chân nhân, cũng thể nào có thể để Tử Ảnh này vô thanh vô tức nhập vào thân mà ngã xuống. Có lẽ là bởi Lôi La đạo hữu hơn trăm năm trước có đi vào thế giới hoang dã một lần thì gặp ám toán. Tử Ảnh này cũng thật âm trầm, nhiều năm như vậy ở trong thành mà không có sơ hở. Nếu không phải Thánh Hoàng ra tay vén mây mù, ta chờ chỉ sợ còn vẫn bị qua mặt. Nghiệp chướng này tại mấy năm qua luôn tìm cách đem tu sĩ phi thăng tụ tập cùng nhau, nói là che chở, nhưng chỉ sợ trong đó cũng có ý không tốt. Lão tăng thở dài. Trung niên nhân dĩ nhiên chính là người đứng đầu Thiên Nguyên cảnh, có đại danh đỉnh đỉnh Thiên Nguyên Thánh Hoàng. Chẳng qua mấy năm gần đây mấy người lão hữu thật sự có chút thiên vị tu sĩ bản địa, cũng khó trách mấy tiểu tử phi thăng kia đều mang một bụng oán khí. Thiên Nguyên Thánh Hoàng ôn nhã cười, đó cũng là do lão nạp mấy năm nay chỉ bế quan khổ tu, xem nhẹ việc này. Chẳng qua hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, tạm thời cũng không thể quản việc nhỏ này. Tử Ảnh chiếm cứ thân thể Lôi La lão hữu, nhiều năm nay cũng không biết đã truyền đi bao nhiêu tin tức. Phòng ngự cấm chế của Thiên Uyên Thành cũng phải thay đổi lại rồi. Tăng nhân cũng trở lên âm trầm. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1357, Xá Linh Tỷ Bà. Việc này đích xác là sự tình trọng đại. Trưởng lão hội bàn bạc kỹ càng một chút. Con Tử Ảnh này biết không ít chuyện, Kim Việt đại sư có thể tra khảo kỹ lưỡng một phen. Nho sinh trung niên gật đầu, bàn tay khẽ động, liền điều khiển ngọc bắt bay về phía Kim Việt đại sư. Đa tạ Thánh Hoàng, có điều đáng tiếc là những người được phái đến các tộc, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lão tăng tiếp nhận ngọc bát, mặt lộ vẻ tiếc hận. Vì để không đả thảo kinh xà, nên lúc trước đối với sự việc này cũng không thể trực tiếp ngăn cản lại được. Chỉ có thể dùng một ít nhân thủ cộng thêm chút điều động biến hóa. Phỏng đoán giữa đường Ảnh tộc sẽ bọn họ phúc duyên lớn có thể thoát được. Vừa rồi lời đại sư là thật sao? Trong số tu sĩ phi thăng gần trăm năm, thực sự có người mang huyền thiên trảm linh kiếm? Thiên Nguyên Thánh Hoàng thở dài, lại hỏi một câu như vậy. Điều này sao có thể? Vừa rồi nói như vậy ba phần là giả, bảy phần thực mà thôi. Huyền thiên vật một khi được hình thành, trước khi được kích phát thông linh, nếu bị mang đi đến giới khác,
Nhưng một khi rời đi giới diện này thì bảo vật cũng sẽ đánh mất cơ hội thông linh. Nếu huyền thiên vật không thể thông linh thì không có nhiều tác dụng, càng không thể hiện lên trên hỗn độn vạn linh bảng. Lúc trước nói như thế, chẳng qua lão nạp muốn kéo dài thêm chút thời gian thôi. Lão tăng ảm đạm cười, thì ra là thế. Đại sư thật không thẹn là người nghiên cứu huyền thiên chi bảo sâu nhất. Nho sinh trung niên mỉm cười, nhưng không thật sự tin vào lời của lão tăng. Hàn Lập cũng không biết rằng nhiệm vụ này lại hay thay đổi như vậy. Hiện giờ hắn đang cùng bốn người còn lại ở trong Ngọc Chu hóa thành Bạch Vân. Xung quanh bốn phía Bạch Vân có một số quái điều cổ thú. Loại quái điều này con lớn cũng gần một trượng, sau lưng chúng mọc lên bốn cái chiếc cánh, thân thể một con rơi lớn. Chúng đang giữ một chiếc đầu giống đầu sơn dương, hai đôi cánh gấp về phía sau, mồm há to, bên trong đầy răng nanh sắc bén, bộ dạng hung thần ác sát. Trái phải cũng có đến trăm con quái điều, một đám đang dương ra bốn cánh, phun ra từng đạo hôi huỳnh quái phong. Trong lúc há mồm, còn bắn ra từng trận lôi điện thô to, luận thực lực không kém tu sĩ kết đan. Quái điều này dưới thân thể còn có một đôi hắc sắc thiết trảo, nếu áp sát gần người thì chúng tuyệt đối hung hãn dị thường. Nếu chỉ là một tu sĩ hóa thần bình thường gặp phải một đám quái điều cổ thú như thế, chỉ sợ cũng gặp chút khó khăn. Để giảm bớt phiền toái, nói không chừng cũng phải tạm thời tránh né vài phần. Trong đám người Hàn Lập lại có đệ tử chân linh thế gia, lại có yêu tu hóa hình của bảy đại yêu tộc, cộng thêm vào đó là một kẻ quái thai như Hàn Lập, nên đang điên cuồng tiến công mấy quái điều này, đồng thời tiến hành bảo vệ Linh Vân Chu, hành động thoải mái dị thường. Đây là tràng đổ sát của riêng một bên. Thanh niên mang nốt ruồi đỏ hai tay bấm tay quyết niệm chú, sử dụng hai đoàn cầu vòng màu trắng dài hơn 10 trượng, đem phạm vi hơn 100 trượng trước người bao phủ dưới đó. Bản thể của đạo cầu vòng này cũng không biết là gì mà lợi hại kinh người. Linh quang đi qua nơi nào, vô luận cuồng phong hay là lôi điện cũng đều bị chém đứt. Mỗi khi chớp động một cái, nhất định sẽ có một con hoặc vài con quái đều bị chém chết. Thiếu phụ áo đen toàn thân cũng ở trong một đoàn hắc sắc hỏa diễm, mà chưa cần nàng ta thi triển thần thông gì, chỉ lặng lặng đứng yên trên không trung. Vậy nhưng cho dù cơn lốc hay là lôi điện đánh lên trên thì đều như châu đất xuống biển, không chút hiệu quả. Quái điều một khi bị đánh vào sẽ nhiễm phải một tia hắc diễm, lập tức biến thành cho tàn. Ngay cả những quái điều hung hãn dị thường nhất cũng đều liên tiếp bị chết hơn 10 con, cho nên đám còn lại không dám tới gần. Thanh niên Bạch Mi lại hoàn toàn khác, hắn không sử dụng bất cứ bảo vật gì, liền vọt thẳng vào đàn quái điều. Sau lưng hắn mọc lên một đôi cánh màu đen, hai cánh tay cũng biến thành cực lớn, hình thái đã biến thành nửa yêu nửa người. Thân hình hắn chớp động liên tục, chỉ thấy một đoàn điều ảnh quỷ dị xuất hiện trong đàn quái điều, nơi đi qua tất cả quái điều đều tứ phân ngũ liệt. Vô số huyết vũ phun xuống, máu tanh ngập trời. Về phần Hàn Lập lại có biểu hiện rất quy củ. Hắn chỉ thả ra tất cả thanh trúc phong vân kiếm, chỉ thấy 72 đạo kim quang dài vài thước không ngừng quay xung quanh thân thể, chẳng những ngăn cản công kích của quái điều mà còn tiến đến chém quái điều thành hai mảnh. Nhưng người có vẻ nhẹ nhàng nhất lại là thiếu nữ Diệp Dĩnh mặc áo bào trắng. Nàng ta ôm ấp một thanh ngọc bích tỳ bà, mười ngón tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua dây cung tỳ bà, một đoàn hoàng sắc quang hoàn liền mở rộng ra bốn phía. Quái điều gần đó xông đến, mỗi lần quái điều bị quang đoàn đó quất chúng là ngay lập tức bị một tầng bụi quỷ dị bao trùm toàn thân. Sau đó chúng không thể nhúc nhích mảy may rồi rơi xuống mặt đất tan xương nát thịt. Tỳ bà này lại có thần thông thạch hóa hiếm thấy. Tuy rằng bản thân năm người đều không xuất ra loại thần thông lợi hại nhất, nhưng một lần ra tay như vậy đã tiêu diệt sạch sẽ mấy trăm con quái điều đã trong thời gian chưa tới một tuần trà. Sau đó mấy người thu lại thần thông, lập tức hóa thành từng đạo cầu vòng trở về Linh Chu đã biến thành cự vân. Độn quang chợt tắt, năm người đã hạ xuống đầu thuyền. Không biết lai lịch quái điều này như thế nào mà có thể nhìn ra biến hóa của Linh Vân Chu, thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Lũng Đông đảo qua hướng bốn người khác, than nhẹ một tiếng: loại quái điều này ta cũng chưa từng nghe qua. Thế giới lớn như thế, cổ thú nhiều không kể xiết, chúng ta không nên lấy làm quá ngạc nhiên.
Linh Vân Chu đến bây giờ mới lần đầu bị phát hiện. Tiểu Hồng lại bình tĩnh nói, cũng phải nói cho rõ, chúng ta hiện tại đã tiến sâu vào thế giới hoang dã, trong lộ trình sẽ gặp phải tình huống này tuyệt sẽ không ít. Loại quái điều này tuy rằng số lượng không ít, nhưng cũng dễ đối phó. Chỉ là nếu gặp phải loại cổ thú cường đại, chúng ta chỉ sợ phải bỏ Linh Chu này. Thanh niên Bạch Mi lại mày nhíu mày nói, điều này là hiển nhiên. Nếu chúng ta gặp phải bách mục cự nhân trong truyền thuyết tại thế giới hoang dã thì chúng ta căn bản không có khả năng địch lại, hiển nhiên phải đặt việc bảo mệnh lên hàng đầu. Hàn huynh, vừa đúng lúc đến phiên đạo hữu thay phiên công việc, chỉ sợ lúc này có chút vất vả hơn rồi. Lũng Đông Mặc Nhiên quay đầu, hướng Hàn Lập cười nhẹ. Hàn Lập thần sắc như thường gật đầu, vẫn chưa có nói cái gì. Thiếu nữ báo bào trắng thản nhiên cười một tiếng, bỗng nhiên hướng thiếu phụ áo đen hỏi một câu, Hồng tỷ tỷ, thần thông lúc trước tỷ tỷ thi triển có phải là thiên phú của Hắc Phượng tộc, Hắc Viêm Diễm tiếng tăm lừng lẫy không? Hỏa diễm này quả nhiên uy lực kinh người, danh bất hư truyền. Tiểu Hồng nghe thiếu nữ hỏi như thế, trong tâm ngẩn ra, đôi lông mày kẻ đen hơi nhíu, sau đó trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái, trả lời, đúng vậy, đây chính là Hắc Viêm Diễm. Nhưng cũng không đáng để nhắc tới. Chỉ là tỷ bà trong tay Diệp đạo hữu cũng làm cho ta nghĩ đến một bảo vật trong truyền thuyết. Nghe nói vạn năm trước, trong thiên nguyên cảnh có một vị hợp thể kỳ tiền bối luyện chế một bảo vật thông thiên linh bảo tên là Xá Linh Tỷ Bà. Danh liệt trên hỗn độn vạn linh bảng, có thể đồng thời sử dụng thạch hóa, rong kim, băng phong tam đại thần thông. Diệp đạo hữu lúc trước vận dụng bảo vật, không biết có liên hệ gì với linh bảo này. Ha ha, ta không ngờ tới Hồng tỷ tỷ lại biết rõ bảo vật của nhân tộc. Vật này trong tay tiểu muội tuy rằng không phải Xá Linh tỷ bà năm đó, nhưng cũng là một vật phỏng chế cổ bảo, chỉ có thể thi triển một loại thần thông thạch hóa mà thôi. Luận uy lực cũng còn lâu mới có thể cùng so sánh với Xá Linh. Thiếu nữ cười hì hì trả lời, thì ra là thế. Cho dù như thế, bảo vật này cũng có thể cùng so sánh với linh bảo. Thần thông thạch hóa quả là thật sự hiếm thấy, khó lòng mà phòng bị. Thiếu phụ từ từ nói. Nghe được nhị nữ nói chuyện với nhau, trên mặt Lũng Đông lộ vẻ cười mà cũng chẳng phải là cười, nhưng dường như nhớ ra cái gì đó, bỗng hướng phía Hàn Lập hỏi. Hàn đạo hữu, ngươi tu luyện phi kiếm thật kỳ lạ, đồng thời có 72 khẩu, thoạt nhìn đã trọn vẹn. Hơn nữa uy lực tựa hồ không phải bình thường. Điều này cũng làm cho ta cũng nhớ tới năm đó có một vị tiền bối cũng là tu sĩ phi thăng, mặc dù là một là luyện hư hậu kỳ, nhưng khi bày ra kiếm trận gồm 72 thanh phi kiếm, lại có thể cùng một gã hợp thể tu sĩ chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc ấy cũng coi như chấn động một thời, chẳng qua lúc đó kiếm quang của tiền bối đó đều là thanh sắc, so với phi kiếm của Hàn huynh cũng có chút khác biệt. Không biết phi kiếm của Hàn đạo hữu có kiếm trận thần thông không? Lũng Đông dường như đối mặt nhìn thấy Hàn Lập thi triển thanh trúc phong vân kiếm cảm thấy hứng thú. À, thực tình tại hạ cũng không biết tôn tính vị đại tiền bối này, cũng không biết tiền bối đó thi triển loại kiếm trận nào. Tại hạ tu luyện phi kiếm nhiều như thế, là muốn lấy số lượng để khắc địch mà thôi. Thực chất chưa hiểu kiếm trận gì. Hàn Lập nghe vậy trong lòng vừa động, nhưng mặt ngoài thản nhiên trả lời. À, Lũng đạo hữu nói về người này, bản thân ta cũng đã được nghe nói một phần. Nghe nói tiền bối đó tên là Thanh Nguyên Tử, cũng là một vị kỳ nhân năm đó. Tuy rằng không biết hắn tế luyện loại kiếm trận nào, nhưng nghe nói công pháp tu luyện là do chính bản thân sáng lập ra. Đáng tiếc là, nghe nói vị tiền bối này vào những năm trước tiến vào thế giới hoang dã, rồi thấy bặt vô tin tức. Nếu không vị tiền bối kỳ tài này rất có khả năng tiến giai hợp thể kỳ. Thiếu nữ áo bào trắng lại cười giành lời nói. Lũng Đông cũng không tức giận, chỉ cười cười thôi. Hàn Lập nghe nói như thế, cũng im lặng một lúc lâu. Vô luận theo cách xưng hô hay là công pháp tự nghĩ ra, vị Thanh Nguyên Tử này xem ra chính là vị tiền bối năm đó sáng lập Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Thế nhưng theo trong miệng hai người này thì biết được vị kỳ nhân này đã ngã xuống. Thật đúng là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đáng tiếc, hắn đã lựa chọn con đường pháp thể song tu. Nếu không dựa theo con đường tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết,
được vị thanh nguyên tử đó truyền lại công pháp mới là chính đạo. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thần sắc Hàn Lập lại không thay đổi hướng những người khác hơi thi lễ, liền biến thành một đạo độn quang, bỗng chốc bay đến chỗ cao nhất của Ngọc Chu, sau đó ngồi xuống canh gác. Thấy bộ dạng Hàn Lập không muốn nói chuyện, Tiểu Hồng cùng thanh niên có nốt ruồi đỏ và hai người còn lại cùng liếc mắt một cái, lúc này cũng đánh trở lại tĩnh thất của bản thân tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1358, Lôi Quy. Tuy rằng hai mắt Hàn Lập khép hờ, nhưng không thực sự nhập định. Trong đầu Hàn Lập không ngừng cân nhắc, một bên tìm hiểu thấu đáo công pháp, một bên thả ra thần niệm, nhằm giám sát vùng phụ cận Linh Chu đề phòng có cổ thú bất chợt công kích. Trong 7-8 ngày kế tiếp, Linh Chu được cự vân bao phủ, tuy trên đường lại gặp tiếp vài loại điều thú, nhưng mọi người đều vượt qua nguy hiểm. Đàn thú hiển nhiên không giống quái điểu tứ cánh, khi ấy mới hiểu rõ năng lực cấm chế Linh Vân Chu. Liền một mạch đã đến ngày thứ 9 Hàn Lập trông coi. Đến giữa trưa, khi hắn đứng dậy đem linh thạch thay đổi trên Linh Chu, vừa trở về nơi của mình, đột nhiên hắn ngoảnh lại, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn về phía đầu thuyền. Nơi đây làm sao có thể xuất hiện loài vật này? Hàn Lập tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi dị thường, thì thào vài tiếng rồi thét lên một tiếng lớn, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để đánh thức bốn người còn lại. Một lát sau, vài đạo độn quang từ trong thuyền bắn ra, đáp xuống chỗ Hàn Lập. Xảy ra chuyện gì vậy? Hàn huynh vì sao lại gọi chúng ta? Chẳng lẽ lại xuất hiện nguy hiểm gì? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là... Thiếu phụ cùng Lũng Đông vừa hiện thân, một trước một sau mở miệng. Khuôn mặt Tiểu Hồng tràn đầy nghi vấn, Lũng Đông cũng phát hiện ra cái gì, bỗng chốc giật mình. Thanh niên Bạch Mi với thiếu nữ cùng lúc đem thần thức thả ra ngoài. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là tồn tại cấp chân linh? Thanh niên thất thanh nói. Thiếu nữ áo bào trắng mặc dù không nói được câu nào, nhưng ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hàn Lập lúc này cũng đã bình tĩnh lại, thần niệm thả ra cảm ứng phía trên bầu trời cách xa mấy trăm dặm, rõ ràng có một hắc ảnh rất lớn tựa hồ đang trôi nổi trong không trung. Khoảng không gần đó có mây đen cuồn cuộn, ẩn ẩn có lôi điện lóe ra. Phía dưới mây đen lại có vô số đạo gió lốc, các đạo này đột ngột từ mặt đất cuộn lên, trông giống như một cây kình thiên cự trụ, tiếp nối giữa không trung với mặt đất. Ở giữa cự vân ngẫu nhiên lộ ra một tiểu phiến khiến người ta kinh hãi ghê gớm, nhưng thực sự không thể nhìn rõ hắc ảnh. Từ xa, hắc ảnh hiện lên có hình tròn, thân hình rất lớn khiến người ta cảm giác được thanh thế kinh người. Tựa hồ giống trong tồn tại cấp chân linh trong truyền thuyết. Cũng không trách được mọi người ở trên Ngọc Chu vừa thấy thì sắc mặt đều đại biến. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều hoảng sợ. Từ đàng xa chân trời truyền đến tiếng kêu quái dị như ngưu giống. Tiếng động ầm ầm mãnh liệt, dường như ở phía xa có vô số lôi điện phun ra. Ở khoảng cách xa như thế nhưng tiếng sấm vẫn dai dẳng không dứt, rõ ràng rất dị thường. Hẳn không phải là chân linh, mà là cổ thú lôi quy. Loại quy này nghe nói là cổ thú hoang dã, một trong những chủng tộc có hình thể khổng lồ nhất. Nhưng thân thể chỉ hấp thu lôi điện trong không trung và không chủ động tấn công những sinh linh khác. Đương nhiên nếu trêu chọc nó, thì nó cũng rất đáng sợ, bởi để đối kháng với nó thì ít nhất cũng phải là hợp thể kỳ tu sĩ. Thiếu nữ áo bào trắng nghe vậy, thần sắc buông lỏng, thở dài nhẹ nhõm nói. Lôi quy, loại thú này chỉ có trong truyền thuyết và do thiên lôi sinh ra. Ta nghe nói loại này lớn không ngừng, nếu có chỉ có lôi điện cung ứng, chúng sẽ bành trướng vô hạn. Nghe nói trong nhân tộc Huyền Vũ cảnh có cự quy tham linh, cự quy này rất có thể là lôi quy. Trông con này tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng chưa phải là thực sự lớn. Thiếu phụ áo đen thấy không phải chân linh, lòng cũng buông lòng, lấy làm kỳ lạ cũng nói. Tham linh có thật sự là lôi quy hay không, ta cũng không rõ lắm. Nhưng nếu là vậy thì con lôi quy không bằng một phần vạn của tham linh cự quy. Cho dù vậy, nếu chúng ta chọc giận tới con cự quy này thì cũng khó giữ được cái mạng nhỏ.
chi bằng né tránh con thú này là hay nhất. Lũng Đông cười nói, như vậy đây đúng là cơ duyên không nhỏ. Loại lôi quy này bình thường đều ẩn núp, ít khi lên mặt đất. Người bình thường không có khả năng nhìn thấy. Nhưng khi nó trồi lên mặt đất thì chắc chắn có chuyện không hay, bởi nó xuất hiện ở đâu thì nhất định nơi đó sẽ có lôi bạo. Lũng huynh mau đưa Linh Chu ra khỏi khu vực này thôi. Tiểu Hồng vừa gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra việc gì đó đáng sợ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, kinh hoàng kêu lên, lôi bạo. Vừa nghe lời này, mọi người sắc mặt đều đại biến. Lũng Đông xanh cả mặt, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ở đầu thuyền cách xa hơn 10 trượng. Một tay khẽ lật, trong tay xuất ra một cái lệnh bài pháp khí. Chỉ thấy hai tay cùng xoa lên lệnh bài, bốn phía bạch vân trải rộng, trong nháy mắt Linh Chu đột nhiên chuyển hướng, độn tốc ngày càng nhanh hơn, tiếp đến hóa thành một đạo bạch hồng bay thẳng hướng chân trời. Nhưng khi Linh Chu chưa thoát ra ngoài được 10 dặm, thì bóng đen trên không lại xuất hiện. Một tầng lam quang sáng lạn, tầng tà quang này dường như nhận được cái gì kích thích cho nên đột nhiên khuếch tán ra mọi phía. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta kinh hãi không thôi. Chỉ trong vài nhịp hít thở mỏi, người trên thuyền dùng mắt thường nhìn phía chân trời thấy một đạo lam tuyến nổ ầm ầm. Trong đó có vô số điện quang đang chớp động, như ẩn chứa vô số yêu ma đang dương nanh múa vuốt bay đến. Đã sớm nghe nói lôi quy xuất hiện thì nhất định có lôi bạo. Việc này quả nhiên không sai. Vài vị đạo hữu mau tới đây. Thanh niên có nốt ruồi đỏ vừa thấy tốc độ lam quang, hít một hơi lạnh, cao giọng quát to. Kỳ thật không cần hắn nói, thanh niên Bạch Mi cùng thiếu phụ và đám người cũng đã sớm thấy lam quang đằng xa bay nhanh tới, thần sắc cũng không khá hơn chút nào. Không nghĩ nhiều, hai người đều bấm quyết niệm chú, trên thân toát ra linh quang đến chói mắt, lưu chuyển không ngừng hướng đến phía trên Linh Chu. Hàn Lập cùng thiếu nữ áo bào trắng cũng không chậm trễ mà lập tức hành động. Nhất thời ba cỗ linh lực cùng hướng đến Linh Vân, đồng thời nhập vào trong. Bỗng nhiên dưới chân thuyền phát ra âm thanh, rồi đột nhiên rung lên. Bên ngoài, cảnh sắc hoàn toàn mơ hồ. Trong nháy mắt, Linh Chu biến ảo thành một đạo lưu quang hư ảnh lập tức đã di chuyển đến chỗ khác. Chẳng qua tốc độ của đạo lam tuyến cũng không chậm mà cũng sánh ngang Linh Chu, nó đang theo sát phía sau. Điều này làm cho Lũng Đông và đám người hoảng sợ, thế mới biết lôi bạo trong truyền thuyết đáng sợ thế nào, quả là danh bất hư truyền. Nhưng may mắn mấy người cùng liên thủ khiến độn tốc Linh Vân Chu phát huy tới cực hạn. Nếu thay vào đó là một hóa thần tu sĩ bình thường không am hiểu độn tốc, chỉ sợ căn bản trốn không thể trốn. Đương nhiên Hàn Lập và mọi người không phải là hóa thần tu sĩ bình thường, tất cả đều tự có được một ít bí thuật bảo mệnh. Một mình thúc dục độn thuật cũng không nhất định kém hơn Linh Chu bao nhiêu. Nhưng là làm như thế thì hậu quả cũng không ít, không chỉ đại thương nguyên khí mà chính là hao tổn huyết khí. Tại thế giới hoang dã bước bước nguy hiểm này, ai cũng không dám mạo nhiên làm như vậy. Cho nên lúc này đây Hàn Lập cùng đám người khu động Linh Vân Chu đều thật sự đồng tâm hiệp lực, làm cho Linh Chu một hơi liền đọn xa đến mấy vạn dặm. Phía sau rốt cục không thấy bóng dáng lam quang, cũng không nghe thấy tiếng sấm nữa. Mọi người lúc này trong lòng mới buông lòng, linh quang bên ngoài thân chợt tắt, tất cả đều đã thu lại linh lực. Độn tốc Linh Chu từng chút chậm lại. Nguy hiểm thật, lần này cũng thật mệt, Hồng Tiên Tử phản ứng rất nhanh. Nếu hơi chút chần chờ, bọn ta đều đã bị cuốn vào trong lôi bạo. Tuy rằng không nhất định là sẽ lạc ở trong đó, nhưng tuyệt đối khó có thể toàn thân trở ra. Lũng Đông thần sắc cuối cùng cũng khôi phục lại, hướng thiếu phụ mỉm cười nói. Thiếp thân cũng là may mắn, tuy rằng lôi quy không nhỏ, nhưng là nó cũng có tập tính riêng. Trong tộc tiểu muội từng có một vị trưởng bối, một mình đánh chết một con lôi quy, cho nên biết một ít thông tin là lôi quy đều ẩn núp ngầm, không dễ dàng trồi lên mặt đất. Chỉ cảm ứng được nơi nào có lôi bạo bùng nổ, mới hiện thân hút lôi điện. Nhưng nếu là lôi quy trưởng thành thì trong cơ thể sẽ sinh ra hai quả dị châu, một viên dẫn lôi, một viên tích lôi. Công dụng hai viên kỳ châu to lớn, nghe nói thần diệu vạn phần, cho dù người không có lôi linh căn nếu có châu này cũng có thể dễ dàng thao túng lôi điện lực.
Năm đó vị trưởng bối trong tộc kia đánh chết Lôi Quy, chỉ là một con ấu quy, cho nên vẫn chưa có được hai viên kỳ châu. Chẳng qua Lôi Quy ẩn chứa lôi điện lực kinh người, cũng hiếm thấy. Tất cả đều là những tài liệu luyện chế lôi thuộc tính bảo vật tuyệt hảo. Nếu là tu sĩ đại thần thông nào nhìn thấy được quy này, chỉ sợ ngược lại là mừng rỡ như điên. Tiểu Hồng lại cười khổ vài tiếng. Vị tiền bối kia có thể một mình liệp sát kỳ thú, nhất định là một trong mấy vị trưởng lão của quý tộc. Nhưng quy này đối với hóa thần chúng ta mà nói, chỉ việc quá mơ mộng hão huyền. Lần này có thể tránh được một kiếp, đã muốn xem như một đại vận. Thanh niên Bạch Mi lại nhếch miệng, tựa hồ vẫn nghĩ đến chuyện gặp phải Lôi Quy cùng Lôi Bảo việc mà sợ hãi không thôi. Chính xác, Lôi Quy tuy cả người là bảo, nhưng không có tu vi hợp thể thì căn bản không nên vọng tưởng. Hơn nữa Lôi Bảo vừa kết thúc, con thú này nhất định đã lặn xuống dưới mặt đất, không tìm ra tung tích. Đi thôi, hy vọng lộ trình tiếp theo có thể thuận lợi một chút. Lũng Đông gật đầu, thanh âm trầm xuống. Thẳng tiến sâu vào thế giới hoang dã có hơn 10 ngày ngắn ngủn, đã đụng phải kỳ thú có thể diệt sát bọn họ, khiến cho tất cả đều có tâm tình trầm trọng. Những người khác đã trải một phen như vậy, hiển nhiên cũng không tán gẫu nhiều nữa mà liền quay lại tĩnh thất. Hàn Lập vẫn bất động tại chỗ. Hắn từ đầu tới cuối vẫn trầm tư ít nói. Chờ mọi người ở đầu thuyền lui về hết, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Lôi Bạo dữ dội bùng nổ. Ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài có vẻ hơi tiếc điều gì, mới trở lại đầu Ngọc Chu rồi khoanh chân ngồi xuống. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1359, Song Hoàng Hiện. Đám người Hàn Lập không biết được rằng khi họ đưa Linh Chu rời khỏi Lôi Bạo thì thân hình Lôi Quy chìm ẩn sâu trong mây đen. Khi mây đen tan hết, lại hóa thành một ngọn cự sơn. Quy này hình thể to lớn trông như một ngọn cự sơn. Mai rùa rất lớn lại nhiều màu sắc, nó chớp động tạo ra loại ánh sáng huyền diệu vô cùng. Kỳ quái hơn chính là chỉ trông thấy tứ chi bên ngoài mà không thấy đầu với đuôi. Xem ra toàn bộ đã rút trong mai rùa. Lúc này Lôi Bạo đã bùng nổ, toàn bộ không trung đều bị lam sắc quang hà bao phủ. Bầu trời sáng lên một cách dị thường giống có một trận mưa do lam sắc điện hồ lớn nhỏ khác nhau tạo ra. Nhỏ chỉ có hơn một xích, nhưng lớn lại dài đến hơn 10 trượng. Tất cả đều mang khí thế kinh người hướng mặt đất điên cuồng đánh xuống, tiếng sấm vang khắp đất trời. Thân thể Lôi Quy khổng lồ đang tiếp nhận vô số hồ quang. Nhưng tất cả số hồ quang tiếp xúc với thân thể Lôi Quy thì giống như châu đất xuống biển, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đạo hồ quang nào. Càng không thể tưởng tượng chính là bên ngoài Lôi Quy đang tản ra từng đợt bạch quang. Hồ quang rơi xuống dường như bị hấp dẫn bởi một lực hút cực lớn. Bỗng chốc toàn bộ thay đổi phương hướng, bị hút về phía Lôi Quy. Sau đó, non nửa hồ quang trong Lôi Bạo đều bị quy này hấp thu vào trong cơ thể. Quy này tứ chi khe khẽ lay động, tựa hồ khoái chí khi ở trong Lôi Bạo. Bỗng nhiên không hiểu vì sao tứ chi của cự quy co rút vào trong mai. Trong lúc đó, không gian bao quanh cũng dao động. Một đạo quang mang từ hư không bắn tới. Hào quang chợt tắt, xuất hiện là một con cự đại cốt điểu cả người phát tán thải quang. Cốt điểu này tuy rằng chỉ lớn khoảng 10 trượng, nhưng là trên thân cũng phát tán khí thế sánh ngang cự quy. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là ở đỉnh đầu cốt điểu còn có hai đạo nhân ảnh đang đứng. Một người thân cao 2 trượng, người hắn có hắc quang chớp động. Tên còn lại dáng người bình thường, xung quanh tên này có một đoàn đạm vân bao quanh nên không thấy rõ hình dáng. Chính xác, không nghĩ tới là nơi đây lại may mắn gặp được một con mồi tốt như vậy. Nay ta luyện chế 10 cự ma, còn khiếm khuyết một ít tài liệu. Con Lôi Quy này cũng miễn cưỡng dùng tạm được. Một đạo nhân ảnh nhìn cự quy, lẩm bẩm nói: Thiên Diệu huynh, loại này cả người là bảo, 10 cự ma dù sao cũng chỉ cần một ít khung xương mà thôi. Ta giúp ngươi chém giết con quy này, nhưng tại hạ xin lĩnh 2 viên lôi châu nằm trong cơ thể Lôi Quy. Tên còn lại nghe vậy liền cười nói: Hừ, Huyền Vũ huynh thật ra có tính toán gì?
quy này trên người quý giá nhất là hai viên lôi châu. Đạo hữu lên tiếng đã muốn lấy đi hai viên này, không biết điều đó là không thể sao. Thiên diệu trên người hiện lên lục khí, hừ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Hắc hắc, lôi châu tuy rằng thần diệu nhưng đối với ta và ngươi mà nói cũng không có gì là trọng dụng. Chẳng qua ta muốn bởi vì nó có tác dụng khác mà thôi. Nếu không, ta dùng một khối cũng đủ rồi. Người này tựa hồ không muốn cùng đối phương tranh cãi mà trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Bất quá chúng ta hành động cần phải nhanh chút, nếu không sẽ làm lỡ đại sự. Chúng ta cũng không phải là đi sưu tập thiên tài địa bảo gì mà có trọng trách trên người. Nhất định phải đem tất cả các cứ điểm gần Thiên Uyên Thành của dị tộc xóa sổ. Người trong đoàn lục khí cân nhắc một chút rồi mới đồng ý. Ha ha, quyết không làm lỡ đại sự. Ta và ngươi liên thủ hơn nữa còn có khôi lỗi luyện chế từ di hài cổ phượng. Diệt sát một con lôi quy mới trưởng thành thì có tốn bao nhiêu thời gian. Nhân ảnh cao giáo người vang, thân hình bay lên, vọt thẳng vào trong lôi bạo. Một lát sau, bên trong lôi bạo truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức cũng có thú giống kinh người truyền ra. Bóng người lục ảnh đứng trên lục ảnh khẽ lắc đầu rồi thở dài. Tựa hồ đối với tính tình nóng nảy của đồng bọn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, đồng thời phía dưới chân xuất hiện thân hình cốt phượng điên cuồng bành trướng. Trong nháy mắt biến thành lớn hơn trăm trượng. Ở trên đầu, hắc ảnh thúc giục cốt phượng lao thẳng vào bên trong lôi bạo. Phía xa xa, tiếng thú giống trong lam sắc điện quang càng lúc càng cuồng nộ, thậm chí có vài phần sợ hãi. Bên cạnh đó, đám người Hàn Lập điều khiển Linh Vân Chu không ngừng chạy đi. Thanh niên có nốt ruồi đỏ đã đoán đúng. Trong thời gian một tháng, Linh Vân Chu tuy rằng độn quang không chậm, mà huyễn hóa chi thuật cũng coi như cao minh, nhưng vẫn thường xuyên gặp nguy hiểm. Nói ví dụ như, một lần đột nhiên bị một cỗ xích hồng sắc quái phong cuốn vào trong nó. Lúc ấy có vô số đạo xích hồng được biến hóa từ vô số con sâu nhỏ. Đám người quá sợ hãi liền hợp lực thi pháp để phá vỡ sự bao vây của bọn quái trùng. Chỉ e rằng nếu không nhanh thì trong nháy mắt thuyền này đã bị đám quái trùng cắn nuốt sạch sẽ. Việc này chưa qua được bao lâu, thì đang lúc phi hành đột nhiên không gian phía trước dao động, lại xuất hiện con quái điểu thân dài trăm trượng phá, không bay ra. Con điểu này toàn thân vàng óng ánh, tản ra linh khí kinh người không thua kém gì lôi quy. Điều này làm cho mọi người ngao ngán đến tận cổ họng. Không biết loài quái điểu này đã phát hiện ra sự tồn tại của Linh Chu chưa? Nếu so sánh với hình thể của nó thì Linh Chu chỉ như con kiến mà thôi. Vì thế nó chỉ vỗ cánh vài cái rồi bay mất. Đám người Hàn Lập thở dài một hơi, lại quay mặt nhìn nhau cười khổ không thôi. Trên thuyền mọi người giờ mới cảm nhận sâu sắc được thế giới hoang dã đáng sợ như thế nào. Tất cả đều không còn tâm trí để mà tu luyện công pháp, mặc dù ai lấy đều ở trong tĩnh thất. Mọi người đều đề cao cảnh giác. Nhiệm vụ lần này quả nhiên không dễ dàng. Đã mấy lần gặp nguy hiểm, may dựa vào mọi người đồng lòng nhất trí mới có thể vượt qua. Nhưng vận khí rồi cũng có một ngày hao hết. Một ngày nọ, đến thời điểm thanh niên Bạch Mi thay phiên canh gác thì Hàn Lập đang ở trong tĩnh thất tìm hiểu phù chú chi đạo. Chợt bên ngoài có tiếng huyết gió cảnh báo. Lúc này sắc mặt khẽ biến, nhưng chưa ai tới kịp thì đã cảm thấy toàn bộ thuyền rung chuyển, ai nấy đều đứng không vững, loạn choạng ngã. Hàn Lập trong lòng cả kinh, Ngọc Chu vẫn liên tiếp rung mạnh không ngừng. Lập tức bốn vách tường xuất hiện bạch mang lưu chuyển không chừng và bắt đầu vỡ vụn từng khúc. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, liền hóa thành một đạo kinh hồng lao ra từ nóc tĩnh thất phá không bay ra. Bỗng chốc đỉnh tĩnh thất đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Hàn Lập thân hình thượng nhoáng lên, liền biến thành một đạo thanh sắc cầu vồng bắn nhanh đi. Vài lần chớp lên hắn đã cách Ngọc Chu hơn 20 trượng. Bây giờ mới cẩn thận nhìn lên bầu trời. Lúc này, chỉ thấy mấy đạo độn quang khác trong thuyền bay ra. Chính là đám người Lũng Đông nhanh chóng phán đoán tình huống, cũng phi độn rời khỏi Linh Chu. Toàn bộ rời đi trong nháy mắt, chợt nghe một tiếng nổ oanh. Linh Chu lúc này trong màn bạch mang hoàn toàn nổ tung, tạo nên cỗ cuồng phong thổi quét tới chỗ mọi người. Mấy người đều là hóa thần tu sĩ, tự nhiên sẽ không e ngại linh phong này. Một đám ổn định thân hình trên không đang ngóng nhìn Linh Chu. Trừ bỏ thanh niên Bạch Mi đang thực hiện canh gác,
những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng vì sao Linh Vân Chu bị hủy diệt, mọi người lại đưa thần niệm đảo qua một lần nữa, nhưng đều không thấy vật gì. Lúc ấy, mấy người đều nghi hoặc không thôi. Lý Huynh, là ai công kích chúng ta? Tiểu Hồng vội vàng mở miệng hỏi. Các ngươi hướng xuống xem đi. Thanh niên Bạch Mi trở lên âm trầm, lạnh giọng nói. Vừa nghe lời này, mấy người sửng sốt. Thần niệm lập tức quét xuống mặt đất. Kết quả, tất cả đều trông thấy tình hình một cách rõ ràng. Hiếu Phụ hô một tiếng, Hàn Lập lại nhíu mày. Chỉ thấy một mảnh núi non vô tận. Lúc này mọi người đều ở trong khe núi giữa hai tòa cự sơn. Nơi này nhìn như bí ẩn dị thường. Ở trong vô số cây cối to lớn đủ mọi màu sắc, thế nhưng lại xuất hiện một mảng trống trải dị thường. Lúc này khu vực ở trung tâm có một cây thâm tử sắc cự thảo cao tới 30-40 trượng. Mỗi một phiến lá của cự thảo đều như cự kiếm thẳng tắp, quanh thân sinh ra vô số mũi nhọn thoạt nhìn sắc bén dị thường. Mà ở này hai bên cự thảo, có hai con quái vật lớn đang giằng co nhau. Một con cự đại tích dịch chiều cao tới 50-60 trượng, cả người xanh biếc, sau lưng mọc lên vô số các điểm màu đen lớn nhỏ khác nhau. Ở phía trên cái đầu khổng lồ lại xuất hiện hai cái sừng đỏ như san hô. Một con kia cũng là man hoang cự nhân có thân thể khổng lồ cao 30 trượng, bộ mặt dữ tợn, cái đầu màu vàng, còn kiên khiêng một cây gậy gỗ đen thùi. Nhìn về phía cự nhân, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Ở trên thân thể cùng tứ chi xuất hiện vô số con mắt, lành lạnh hàn quang. Chẳng qua, vô luận cự nhân hay là con thằn lằn khổng lồ, đều coi đối thủ trước mắt như đại địch, nhãn quang tập trung vào cự thảo ở trung gian. Kể từ đó, Hàn Lập trong lòng máy động, thần niệm lập tức cũng hướng cự thảo kia cẩn thận quét qua. Ngay sau đó, Hàn Lập đại biến sắc mặt. Tại trong những phiến lá hình kiếm kia, thế nhưng lại sinh ra một chuỗi quả giống như quả bồ đào. Mỗi một quả đều có lớn như nắm tay, căng mọng, tán một cỗ kỳ hương mê người. Khi thần niệm đảo qua quả này, thì hột ở bên trong quả giống như một con tiểu long sống động, mỗi một con đều sáng bóng, giống nhau như đúc. Chỉ là thân mình tiểu long không hề có dấu hiệu của sinh mệnh, nhưng toàn thân tán xuất linh khí cực kỳ tinh thuần. Cho dù Hàn Lập chỉ dùng thần niệm đảo qua, nhưng lại có thể cảm giác thấy thể xác và tinh thần trở lên thư sướng cực kỳ. Các bạn đang nghe chuyện Phàm Nhân Tu Tiên tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1360, Chi Long Quả. Chi Long Quả, Hàn Lập trong lòng hiện ra những chữ này. Thiếu nữ áo bào trắng giật mình hô ra miệng. Lũng đông cùng đám người thiếu phụ vẻ mặt đều hiện ra sự sợ hãi vui mừng lẫn lộn. Mọi người đều nhận ra linh vật này. Đây chính là chủ tài liệu của linh dược đằng long, đan mà chỉ tu sĩ luyện hư mới có thể dùng. 3 vạn năm mới kết quả một lần, chỉ ăn không vào cũng có thể giúp tăng trưởng 60 năm công lực. Nơi này có một gốc cây, xem ra vừa mới thành thục không lâu. Chúng ta nếu có thể đến lấy thì quả này thì tạo hóa quả thật rất tốt. Thiếu phụ hai mắt tỏa sáng thì thào. Thiếu nữ áo bào trắng cùng lũng quang mang trong mắt cũng chớp động không thôi. Hiển nhiên cũng rất động tâm. Chủ tài liệu của đan dược dùng cho tu sĩ luyện hư, chỉ sợ ngay cả những tu sĩ luyện hư bình thường cũng không có duyên mà gặp. Tại hội đấu giá bình thường, cũng đừng nghĩ sẽ có người bán đấu giá thiên địa linh dược này. Nhiều lắm là do cao giai tu sĩ trao đổi cho nhau mà thôi. Nếu không thực thiểm linh huyết ngày đó dùng để luyện chế đan dược cho hóa thần hậu kỳ cũng đã không khiến cho nhiều người như vậy điên cuồng tranh đấu. Đan dược dùng từ hóa thần và luyện hư, tuy rằng nhìn như chỉ kém một bậc mà thôi, nhưng đem so sánh thì cách biệt như trời với đất. Nếu là có tu sĩ cầm chi long quả trước mắt đi tìm tu sĩ cấp luyện hư, đối phương tuyệt đối sẽ mừng rỡ vô cùng mà xuất ra một đống lớn đan dược cấp hóa thần để đổi lấy linh dược này. Dù sao thiên địa linh vật của linh giới tuy nhiều, nhưng những linh dược hữu dụng với luyện hư vẫn rất ít. Phát hiện ra một gốc cây cũng cần có cơ duyên nhất định. Ở nơi linh dược vừa mới xuất hiện hoặc mới thành thục, sẽ thu hút khá nhiều tồn tại cường đại, nên căn bản linh dược thành thục không thể tồn tại trong thời gian dài. Đám người Hàn Lập không phải vì tìm thiên tài địa bảo mà tiến sâu vào thế giới hoang dã.
chẳng qua đụng phải Lôi Quy hiện thế. Tiếp theo lại gặp Chi Long Quả, quả thực cơ duyên đã đến mức phúc duyên thâm hậu. Thường thường tu sĩ cao giai ở nơi hoang dã cả mấy chục năm còn không hề có thu hoạch gì. Hãy nhìn rõ tình hình phía trước đi. Thanh niên Bạch Mi hừ lạnh một tiếng. Cự nhân này chính là cự nhân trong Thiên Mục tộc cự nhân. Những con mắt này đều có màu ngân bạch nên chúng thuộc loại chưa trưởng thành. Con Tích Dịch tuy nhìn không có gì bắt mắt kia lại khiến cho Thiên Mục cự nhân cũng phải kiêng kỵ. Hiển nhiên nó cũng không phải là loại vừa. Chỉ sợ thực lực hai quái vật này đều là luyện hư sơ cấp. Hàn Lập ở phía sau hai quái vật, chậm rãi nói. Hắn ở Thiên Nguyên Thành cũng từ trong phường thị mua lấy một ít điển tịch liên quan đến thế giới hoang dã. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cự nhân tộc, nên vừa rồi mới đưa ra phỏng đoán. Nghe Hàn Lập nói vậy, thiếu phụ và Lũng Đông biết rõ là không giả. Nhưng linh dược trước mặt lại là loại ngàn năm mới gặp, mấy người sao lại dễ dàng bỏ qua được. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đúng lúc này, tiếng động vù vù từ đàng xa truyền đến. Đám người Hàn Lập ngẩn ra, bắt đầu nhìn ra xa. Chỉ thấy tiếng ông minh từ chân trời truyền lại. 7-8 con cự trùng dài 2 trượng hiện ra, toàn thân phát ra hào quang đủ màu sắc, lao cực nhanh tới bọn họ. Xem ra bộ dáng bất thiện, Hàn Lập nhíu mày, nhưng vẫn thả thần niệm dò xét. Thần sắc không chút hoang mang. Loài cự trùng này nhìn rất đáng sợ, nhưng khí tức không mạnh nên cũng không có nhiều uy hiếp. Đám người Lũng Đông cũng không để tâm lắm, chuẩn bị chờ cho đám cự trùng này tiến đến gần một chút, sẽ ra tay tiêu diệt tất cả. Nhưng thứ khiến bọn họ hoảng sợ vừa mới xuất hiện, loài cự trùng này khi còn cách bọn họ còn hơn 100 trượng, lúc đi qua khoảng không trên cự đại Tích Dịch thì đột nhiên Tích Dịch mở miệng phun ra cái gì đó. Một con cự trùng hùng hổ nhất đang lao đến bỗng biến mất trong đàn côn trùng trên không trung. Nhất thời đàn côn trùng xảy ra một trận hỗn loạn, trong miệng cự trùng đồng thời phát ra âm thanh kinh sợ. Nhưng hành động lần này không hiệu quả chút nào, tiếp đó lại thêm một con cự trùng biến mất mà không có dấu hiệu báo trước. Nhìn đến cảnh này, Lũng Đông cùng bọn người thiếu phụ trong lòng run sợ. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, đồng tử hiện lên một tia lam mang. Lúc một con cự trùng biến mất, do mượn thần thông minh thanh linh mục nên hắn có thể trông thấy rõ ràng. Nói là biến mất nhưng thực ra từ trong miệng Tích Dịch phun ra một cái lưỡi dài trong suốt xuyên thủng bụng cự trùng. Sau đó Tích Dịch cuốn lấy nuốt vào trong miệng. Nguyên nhân do cái lưỡi dài bắn ra với tốc độ cực nhanh khiến để ta khó có thể nhìn rõ, khiến mọi người mới có cảm giác cự trùng biến mất một cách quỷ dị trong hư không. Trong nháy mắt, mấy con cự trùng còn lại cũng đều bị Tích Dịch tóm gọn. Tiếp đó con thú này lại nằm sấp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hàn Lập nhìn ánh mắt con thú này, tự nhiên có một tia hoảng sợ. Có thể là đầu của một cổ thú biến dị, nếu không công kích của nó cũng không kinh người như vậy. Xem ra Linh Vân Chu cũng là do con thú này dùng lưỡi phá hủy. Lũng Đông lúc trước không biết nó dùng loại bí thuật nào nhưng giờ đã thấy rõ Tích Dịch dùng lưỡi để công kích, bèn trưng trọng nói. Không hiểu vì sao Tích Dịch lại không công kích chúng ta mà ngược lại đem mấy con cự trùng nuốt lấy. Thiếu nữ áo bào trắng cũng gật đầu, có chút khó hiểu. Sao biết được? Có lẽ con thú này chê chúng ta quá nhỏ, hoặc cự trùng kia là thực vật nó thích ăn. Thiếu phụ ảm đạm trả lời. Thiếu nữ áo bào trắng sắc mặt khẽ động, tựa hồ cảm thấy sự thực cũng có thể như thế. Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, mọi người không nghĩ đến việc bỏ qua Chi Long Quả chứ. Cơ duyên ở trước mặt chúng ta, tại hạ cho dù có một mình cũng tuyệt đối không muốn buông tha đâu. Thanh niên Bạch Mi nhìn chằm chằm vào quả, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Hắn nói, cả hai quái vật phía dưới đều có thực lực luyện hư cấp. Lý huynh thật có lá gan không nhỏ. Thiếu nữ áo bào trắng lại khanh khách cười lên. Hừ, nếu chỉ là một con có thực lực cấp luyện hư, nói không chừng ta thật đúng là sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng có hiện lại hai con thì quả thật rất khó nói. Thanh niên Bạch Mi không chút tức giận mà còn lạnh lùng trả lời. Ồ, vậy ý của Lũng huynh là? Thiếu nữ lập tức liền phản ứng lại. Đúng vậy, con cổ thú biến dị này tuy rằng khó chơi, Thiên Mục cự nhân cũng không phải loại vừa. Hai bên tranh đấu, hơn phân nửa là lưỡng bại câu thương, hoặc một bên chết một bên sẽ tổn hại.
Khi đó nếu ra tay, tất nhiên có chút hy vọng. Lũng Đông vỗ tay khẽ nói, chờ chúng nó động thủ phải đợi bao lâu? Có lẽ 2 tháng 10 ngày cũng không động thủ đâu. Thiếu phụ lại lắc đầu, như vậy quả là phiền toái. Chúng ta cũng nên có tác động chứ, bởi chúng ta không thể ở lại lâu. Lũng Đông ánh mắt đảo qua thiếu nữ, rồi gật đầu. Cho dù sự tình cấp thiết, chút thời gian đó chúng ta vẫn có thể, đây chính là Long Chi Quả. Vì thế chỉ hoãn chút thời gian thì có đáng là gì? Thanh niên Bạch Mi lại hoàn toàn không hề sốt ruột. Không thể nói như vậy. Cho dù hai luyện hư cấp này thật sự nếu thân bị trọng thương, nhưng liều chết phản ứng cũng không phải chúng ta có thể dễ dàng chịu đựng được. Nói không chừng còn có đạo hữu ngã xuống. Theo ý kiến ta, hay là không cần để ý, cứ tiếp tục lên đường. Lũng Động tuy rằng đối với Chi Long Quả cực kỳ động tâm, nhưng trong lòng vẫn có ẩn giấu. Chuyện này so với đại sự của hắn không đáng là gì, nên đương nhiên không muốn phiêu lưu mà gặp phải ngoài ý muốn lúc này, cho nên mới có thể cố gắng kiềm chế mà nói như vậy. Lời này có chút đạo lý. Thiếp thân nghĩ rằng chúng ta ra tay đoạt bảo thật sự không phải là cử chỉ sáng suốt. Chớ quên, bộ tộc cự nhân đều luôn sống quần cư. Linh quả đã muốn thành thục, cự nhân vẫn cùng con tích dịch này rằng co như thế. Nói không chừng là ở chờ các cự nhân khác tới viện thủ. Con tích dịch kia cũng không có chủ động công kích, hẳn là cũng có những tính toán khác. Mà chúng ta chờ đợi như vậy, không chừng lại đem chính mình cuốn vào trong đó. Thiếu phụ nhíu chặt lông mày cân nhắc một lúc lâu cũng lên tiếng phản đối. Mặc kệ các ngươi nói ra sao, ta nhất định phải lấy được linh quả. Nghe Lũng Đông và thiếu phụ nói vậy, thiếu nữ áo bào trắng bên cạnh khẽ động bờ môi đỏ mọng đứng tới bên cạnh thanh niên Bạch Mi. Nàng vừa dứt lời, chẳng những thiếu phụ và Lũng Đông ngẩn ra, thanh niên Bạch Mi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, hai người đồng ý, hai người phản đối. Nhất thời ánh mắt bốn người đều nhìn vào Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng thở dài, không nhìn bốn người, mặt trầm ngâm suy nghĩ. Vì linh quả, mạo hiểm một chút cũng đáng giá, nhưng theo lời Hồng Tiên Tử, cũng không thể vì việc này mà mất nhiều thời gian. Cho dù chúng nó không có giúp đỡ, linh quả cũng có thể hấp dẫn các tồn tại cường đại khác. Trong khoảng 3 ngày ra tay, nếu quá thì sẽ bỏ đi. Hàn Lập nhàn nhạt nói. Bốn người còn lại không khỏi nhìn nhau. Trong vòng 3 ngày sẽ ra tay, điều này không có khả năng. Tiểu Hồng liếc nhìn Hàn Lập một cái, chậm rãi lắc đầu. Thanh niên Bạch Mi cùng thiếu nữ mặc dù không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng hiểu được rất không có khả năng. Trong thời gian ngắn mà khiến bọn chúng tranh đấu với nhau thì không có khả năng. Nhưng nếu chúng ta ở một bên nghĩ cách khác cũng không phải không có cơ hội thành công. Nói ví dụ như dẫn dắt chúng rời đi, hoặc là chọc giận chúng. Hàn Lập khẽ nở nụ cười, ý của Hàn Huynh là. Lũng Đông thần sắc vừa động, có chút hiểu được ý tứ Hàn Lập. Đúng vậy, nếu làm như vậy thì không cần thời gian dài. Thanh niên Bạch Mi mừng rỡ, dẫn dắt chúng rời đi cũng không quá dễ. Nhưng là chọc giận chúng, khiến chúng nó lập tức chém giết nhau thì cũng không khó khăn lắm. Thiếu nữ áo bào trắng thản nhiên cười. Nếu thật không có gì phiêu lưu, thiếp thân có thể đồng ý. Thiếu phụ nhìn Hàn Lập hình như đã có sự cải biến suy nghĩ. Lũng Đông lại cân nhắc một lúc lâu, rồi mới hơi miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nếu vài vị đạo hữu đều quyết định xuất thủ, Lũng Mỗ cũng không sẽ không đứng ngoài. Nhưng kế hoạch nhất định phải thật sự hoàn hảo. Các bạn vừa nghe xong tập 136 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.